chơi gì à Đàn? Đó là 1, 2, 3 nha. Ủa, lần trước em chọn là chọn cái nào? Cái thứ hai hả? Cái đường á. Hả? Cái giao tiếp thì gì đó luôn. À, làm sống giống như một tim đúng không? Bát là 1, 2, 3. Chọn cái cuối sao ai buồn cái rồi chọn cuối. Nó chứ cái đầu nó cái đó thì nó vẫn khó đó em chứ không phải dễ đâu. Em đây khoảng được 2 năm chén gì. À cũng 2 năm à. Giờ là em có nhiều chơi. Có nhiều kinh nghiệm đúng không? Chơi gì ạ? Chắc nó có. Chơi game mà anh nói nãy á. Con sẽ tắt game được. Các bạn hãy cộng và anh chơi. Các bạn bán quỷ. Anh gì á? Ừ em. Hay là sao? Hai đứa buồn thì anh qua chơi Minecraft với hai đứa. Thuận có được chơi không? Dạ được chơi á. Được chơi hả? Để thêm thằng Nhô Nhô đâu rồi. À thằng Nhô Nhô nó nói tí nó ra nó chơi rồi. Thằng Nhô Nhô thì anh hẹn nó từ chiều rồi, nó cũng mới buông em. Tôi sẽ làm một quên đi. Em vô chưa dạ? Em cất nói. Nhớ là bát 1, 2, 3. Được rồi. Ok. Tạo nhân vật, tôi sẽ lấy Wendy Cute. Hồi nãy giờ anh nhầm hai con chuột không ạ? À? Chuột trái. Ổ. Sắp có nhân vật mới nữa. Cái này nó vẫn update thường xuyên nên anh thích.
với lại là nó sẽ có nhiều cốt truyện, nhiều lối chơi hơn nên nó không mua nó khó chán. Nhưng mà mình hình như mình không mod được mấy cái nhân vật xịn đúng không? Mấy nhân vật đó là nó anh phải đi cái bản, nói chung là DLC. Đi khám phá cho được tặng. Nó cái DLC đúng rồi, trong DLC á. Không. DLC. Còn DLC cho ba con ấy đấy. Mày cứ cãi. Ta nói trong DLC nó cũng cho mấy con nữa, nó cũng không nói sai đâu em. Tại vì mấy nó con có cái ảnh năng lắp chưa? Có những con nó mở theo khách quen, có những con nó bán nữa mức dài lắm. Có những con là nó bán theo DLC nữa. Còn cày cấp, được con. Ừ, có cày cấp nữa. Làm sao được có đồ ăn anh nè. Cái này thì cứ đi kiếm thôi, có cà rốt nè. Đi lượm thôi em. Thế mẹ đâu có cục đá để mà có vẻ đi thì bị ngắt rồi. Nhiều khi bây giờ chỉ đi thôi á. Nhiều khi là chết được. Nhiều khi chết vì một cục đá luôn đó. Bây giờ chỉ đi thôi chứ không cày được chết. Trời đi nãy giờ mà. Nãy giờ mà không có cục đá nào luôn trời. Hello. Má mới vừa gặp con kim vậy. Anh đi được trên đường cho nhanh. Ờ trên đường nhanh hơn chút không? Ở trên kia có cái giáo ngon lắm em, mà có dám lượm không? Có hai cục sắt nữa kìa. Ở đâu? Đi trên đó đi, ngay chỗ mấy con ngựa đó. Ô chết nãy anh quên chỉnh mod rồi. Quên chỉnh mod map ơi. Tạo server mà không chỉnh map, bởi vì tôi kêu ông tôi tạo cho thì không chịu. Ba đi livestream mà kêu không tạo server. Sao mà em có cảm giác như kiểu mà anh chỉnh lại nha. Rồi, nó quýnh em rồi. Anh chỉnh lại nha. Ờ, cũng được. Máy này hả? Máy này RAM 2GB là chơi được rồi, game này 2GB thôi. Máy chỉnh điện thoại còn chơi đẹp. Điện thoại chơi ngon luôn là khác, bản điện thoại còn đẹp hơn nữa. Bản điện thoại rất là đẹp, nhưng mà tiếc một cái là nó tới giờ vẫn chưa có bị khóa. Và bản điện thoại thì em không mod được, không biết sao giờ. Còn chơi trong đời. Áp ly đúng không em? Cái server mod. Đâu? Ở cái hãng get mod đồ ở bên phía góc bên tay cha tay trái. Tay trái. Server mod hả? À nè có nè. Chọn hết luôn đúng không? Những cái cần thiết thôi. Thì có xe đạp nữa nè. Những cái mà đợt trước mình chơi là cần thiết thôi. Nhưng mà anh chưa chỉnh mấy cái mod của anh, khổ. Bây giờ anh chỉnh thêm mấy cái mod của anh nữa nha. Tùy anh thôi. Em không nhận được thông báo đó là sao ta? Có bấm chuông không em? À, nãy anh chọn rồi. Game server mới hợp tác điên cuồng chắc là mẹ thế loại mà thanh niên kia thích rồi. Nhạo ơi, đánh nhau đã lắm hả? Cái đó chị ấy hơi có gì đó. Cái đó chị không quan trọng luôn á. Mất để ngoài mất rồi xong luôn để quên. Khi anh tạo server nó có cái bảng ở trên nó chữ mod đó, anh phải bấm vào đó anh chích mấy cái mod nó vô, nó không là không có. Ok. Dễ thường tình đó Huyền. Hello Nagisu Shiu. Bây giờ này có. Rồi em vô luôn chứ. Giờ này có mấy anh em tên cũng hơi là lạ nên rất là vui. Chào có người anh em mới, mẹ lại cho 200 like xóa kênh nào. Thanh niên mẹ livestream ăn xin nhất vũ trụ. Một like là được 15 triệu, hồi nãy được 60 là nhiều á. Hôm nay thu nhập hơi cao. Rồi nè, bây giờ nè, anh tạo server mới hả? Được không? Dạ qua phần mod trên anh. Cái phần mod ở trên. Qua trên á, cho mẹ coi. Đó, nó sẽ hiện những cái đó, anh chỉ cần tích vào những cái mà mình cần thiết thôi. Tức cái xe đạp gì vậy? Kệ tôi. Tí biết đâu mà chiếc xe đạp lại cần thiết trong lúc đi đường sao đúng không? Hả? Chào Thunderwind mẹ. Đã sấm chớp mà còn gió nữa. Có bát chưa?
bát nó vẫn lù nãy 1 2 3. Ok. Thế có thanh niên nào mà lạ lạ vô nó chém chết thì buồn cười, lại tạo server mới. Giống như chơi Minecraft lần đầu tiên á Ken nhỉ. Khó quá tạo server mới có gì đâu. Chỉ bình thường mà. À game này game mới em mới ra nãy cách đây 15 phút. Vô đi em. Nếu bát là nếu có là 1 2 3. Không có bát là tạo server lại. Tại vì khả năng cao là mấy thanh niên bên ngoài vô sẽ đập cho chết. Có cái lần mà Tẩu đang buổi ban đêm á Ken. Tẩu ăn ban đêm mà Tẩu đang đi cắt lông bò, cái anh bắt đầu anh chạy tới anh xem, cái là anh đánh nhầm vào nó cái mẹ nó dí quánh thường chết. Hai đứa chạy chết bà luôn rồi. Nó kỹ thuật tí thôi, ai muốn gì đâu. Game này chết đó là thắng, quá the hell. Game dễ vậy. Thế thì cũng mà tôi phá đảo mấy chục lần rồi. Game này là một cái dạng game mà không nên chơi với chung với người yêu anh em biết không? Mẹ, điển hình như thằng chọc tôi. Mẹ. Chào phát nha. Làm mấy pha đúng bóp tao luôn á. Game này cũng rất là dễ gây đến mất đoàn kết. Thì đó. Khá kìa. Ê có ông kìa, coi chừng có con boss không. Vậy gì chả có ông chùm ở đây. Ủa nhưng mà anh nhớ là em đánh nó mới đánh bằng em rồi đúng không? Đâu, con boss không đó, anh đập cái trụ đó, sẽ nổi lên. Biết rồi, con boss ông nó là cái gì? Con đó là cái trụ khổng lồ mà. Em bạn bạn mod này không có con chị em mà 2000 dam đâu nha. Ủa gì không có con chị em 2000 máu thật nhưng nha. Anh có con chó gáp. Tí nữa anh mod chó gáp ra anh gọi ra nó cắn phát chết đứa. Ghê. Chào ma giới hắc long nha, chào bé nấm. Đánh anh rất đồ mẹ rồi. Quên 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 con có đánh được. Gần đánh cái không. Anh biết rồi, anh biết hit and run rồi. Giờ tẩu rồi lo nè. Đánh gái rồi. Trời ơi, ông kia ông chạy làm gì không biết thua rồi. Mẹ ông chị em rồi. Ủa có thể loại này nữa hả? Kìa nó nằm ngay kia kìa, nuốt cái gì? Quýt chung hết đồ á. Nuốt đồ á, tẩu. Lâu lâu rồi có đánh đâu. Đánh sao? Cắt. À là, nhớ cắt. Rồi, nhớ rồi. Quên quên nó cắt không nữa, khoét thì cắt. Lâu ngày không quên, quên mẹ cái lúc đánh. Em thì cắt đi quá. Để em chỉnh, tôi không chỉnh. Thề luôn á, thằng chồng tôi đúng ngay mất đoàn kết luôn á anh em. Mất đoàn kết cái gì? Anh bấm hai chuột nó không đánh mà, anh quên mẹ cái đánh rồi. Trời ơi, chồng ơi, chồng. Mẹ. Nó đánh rớt con chị tôi luôn á. Ông tạo mắt tôi cảm giác anh làm video cách tải mod đi hả? Tải mod gì em? Game này là game bản quyền em ơi. Game em có thể tải mod trên kia. Trên workshop. Ừ, nó có trực tiếp mod gì đó luôn. Em chỉ cần bấm subscribe trên đó là nó sẽ tự chạy cái mod vào ở trong cái file mod của em luôn. Và đây là game bản quyền. Ủa đợt trước là anh đánh được mà sao nãy anh bấm đâu được á, bấm từ trái từ phải đâu có ăn đâu. Tại vì nãy anh không có cầm cái búa. À nhớ rồi nhớ rồi. Lâu ngày quên. Từ ngày nào còn ngày nào còn cầm Yasu ấy lộn cầm. Cầm gì cầm Yoro các thứ. Em có chơi mấy cái mod One Piece bao giờ chưa Ken? Em vào trang mod mở gặp như mấy mod hack co chứ. Chứng tỏ là em chơi cũng rồ đó, vài bữa vô gánh anh. Khuya rồi kìa, đọc lẹ chung với nhau đi, anh còn thiếu hai cục đá nè. Để em chỉ về mod cái khó, lòng mod mở map chứ. Anh thì cần cái mod mở map trước, tại vì anh hay đi lạc. Cái mod map nằm ở trong cái file đầu tiên luôn á, tại anh không tải vô thôi. Cái đó nằm ở trong cái gì nào đó là cái hot á, mấy cái mod hot á, nó có đầu tiên luôn á. Mấy mod hot mới có đầu. Một. Nhưng mà, ủa tự nhiên cái tôi làm đống lửa rồi ông lại thêm đống lửa gì đấy. Làm cái băng kia nó không có cháy gì vậy, cháy hết bây giờ. Không cháy đâu mà lo, ở sao. Đó ngựa. Bình thường thôi, chuyện bình thường không à. Rồi nó cháy lan ra hết rồi, cháy nguyên cái rừng rồi.
Làm thấy ghê quá bà ơi, rừng là mẹ. Đây nè, đây đây đây. Rừng là vô hạn đó gì? Vô hạn vô. Vô hạn mà. Không á, không. Vô mỏ bây giờ. Chờ bản lậu hả? Không, bản lậu chắc không làm. Ngày trước như có làm rồi đấy. Có rồi, và bạn ăn rồi. Dạ. Cái này cũng rẻ quá anh em. Anh em có thể mua được. Cái đá này em ngon vậy. Em mới vừa làm được một cục. Đá xẻ luôn nè. Cái đèn đèn à. Chị chưa lúc trái đèn đèn á. Là cái gì? Lúc cái trái đèn đèn. Thuốc súng rồi ba. Chơi kỳ vậy mày. Ủa? Phát kèm dạy ngu luôn. Ủa sao này cháy hay vậy ta? Ở xa vậy mà. Thôi có thêm ánh sáng cũng tốt mà. Cũng tốt mà. Cây đẹp quá nè. Đừng báo công an, anh nuốt rừng nha trời. Em, anh được được mấy cái đá xẻ này em. Đá gì vậy? Cái gì mà có to. Sao? Nè. Ủa? À, cái này. À, lượm gần cái xác á hả? Ừ. Chứ làm gì mà giờ này có bà. Thần thánh à. Hello, hello. Hello các người anh em nhớ like nha. Anh em like đi, 200 like xóa kênh, hồi nãy anh em chưa làm được, khổ. Hồi nãy tôi kêu ông kiếm cái mod gì mở rộng tối ông không kiếm, ông già này. Thôi quan trọng cái gì, cái mod đó cần gì mẹ, thằng Ken nó đến mùa thu nó còn chưa nâng cấp cái túi mà. Chết. Đúng không Ken? Ừ. Đến mùa thu em còn chưa nâng cấp cái túi mà đúng không? Em chỉ nâng hồi mùa hè với mùa xuân thôi thầy. Ừ, nâng làm gì cho mệt ha. Cái này là nấu rồi lên. Ủa tự nhiên cái ông đi lại chi vậy? Ủa chứ tôi cũng không giống bà hay gì. Chả chả hạt phong nước đây. Ừ. Trời ơi. người ta đang nấu ăn cái tự nhiên bon chen vô xong chửi người ta. Chỗ người ta đang nấu. Khó đỡ quá. Dù có rẻ nhưng vứt trên lầu đó là người Việt Nam hả? Cũng tùy người em. Nhà này cũng có nhiều bạn muốn mua game. Giờ này nói chung là cũng phụ thuộc vào một bản thân thôi, nhiều khi là có kinh tế tí thì cũng mua, hoặc là sau đó loại cũng không có nói, không có ôm đờm hết là người Việt Nam thế này thế kia được em. Nói vậy là sai. Bản thân mình sao rồi như vậy thôi, mình đâu có thể nào quyết định cả một cái dân tộc được. Thế mà hồi đi kiếm thêm một cục đá nữa, chế cái cúp rồi đi kiếm vàng nha chồng. Anh có cái cúp rồi. Ngon vậy. Nãy anh đủ anh kiếm được 4 cục đá mà. Ban ngày đi rồi mình đi kiếm. Hồi nãy như anh quên cài cái mod chết hồi sinh rồi. Thì tự phải đi kiếm chỗ telebot biết sao giờ. Đúng rồi. Cần quá hồi sinh anh. Có ấy mà. Có cổ hồi sinh. Có cái độ mà. Kiếm đá nữa. Em đúng bóp luôn em. Hả? Đúng bóp luôn, đang chặt cây luôn. Ông đang đập đá mà ông dám nói chặt cây. Thằng hai đang đập đá. Hướng gì? Tí nữa mà anh thấy con chim là vô nha. Con chim? Cái trứng á, đứa mà nó canh trứng á. Dí nó vui, nó dí cũng cười. Con nó dí mẹ nó đập trên chết chứ chơi lòi con mắt ra chứ ở đó là không có con chị em đâu. Ờ, ai biết gì đâu. Ủa, đây có một mảng cỏ nhỏ xíu vậy. Từ từ để chế cái nón cái nè. Bạn mod này, bạn mod của ông không có con chị, tôi mà 2000 máu đâu. Trời ai chơi thế. Khó quá thì mới cài. Ý, có cái nón, có cái nón. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Ê, có cái giáp, có cái giáp. Đâu có lấy được, cái đó đâu có lấy được em. Ngáo à. Cho anh cục đá kia đi, em lấy cục đá kia đi. Lấy đi. Ok. Bò hồi đắt bụi đó em làm. Cần em, cần kết bạn Steam nhưng mà anh lo cái vụ kết bạn rồi. Em muốn chơi thì anh có thể ra một chút xíu để giúp em. Em muốn chơi thì em chỉ cần kết bạn với DTN thôi. Tại vì anh DTN có cái phòng rồi, không có cần phải nạp thêm em. Nói chung là hiến máu cho nó rồi thì nó sẽ cho anh em vào phòng.
ít nhất là 100.000. Nói chung là phải muốn mua đồ gì, muốn có cái phòng chơi chung là phải đưa nó 100.000 trước á. Thấy cái đầu của thôi, thôi. Đợt trước anh bưng lên sao anh không biết bỏ xuống, mẹ thua luôn. Anh chơi. Yeah. Có mua game chưa? Chưa. Thế giờ góp tiền, góp kiểu gì giờ? hai đứa tụi bay góp nếu như khó khăn á thì mỗi đứa góp tiền thẻ đi Garena, đi Garena ngon hơn. Garena thì tốt hơn. 100k hả? Ừ. Tập đó. Vì Garena nó trừ tiền ra. Garena thì mỗi đứa 100 mới đủ. Nhưng mà vẫn đỡ hơn là em mua một cái tựa game với giá là 169.000. 169 mà mình mua được hai cái thì cũng ngon hơn. Sao game thấy được không? Dạ. Yeah. 5k Garena được không? Ai biết. Thật sự thì game này chơi rất là cuốn, nên là tổng thấy là không có kiểu mà không có thấy đủ tiền mua á. Rồi thì hôm nay không cháu được. Không nghĩ mua được không? Hả? Thằng yo-yo lên này kìa. Mua không? Để mai tôi đi mua. Chắc mua đi. Thì nói chung đó, có hai lựa chọn là một á, là hai em tự đăng ký đi bên shop đó, em nạp tiền cho em mua. Còn hai là em đưa anh gửi mua giùm được. Anh sẽ chỉ, hoặc là anh chỉ đơn giản. Vì sắp tới có đơn giản là anh sẽ chỉ anh em thôi, chứ còn anh không mua giùm ở đâu, anh sợ lắm rồi. Ê, đi qua đây. Ủa, có nên về nhà không em hay là mình đi tiếp? Đốt lửa đây nha. Cái bà bán thì cái mặt. Ừ, để anh mời thằng kia đã. Anh mời thằng Yo-Yo đã. Mời thằng Nho-Nho đã, mẹ Nho-Nho vô biết. Gì ép bố Nho-Nho. Em tìm được phòng chưa vậy? Nho-Nho, em tìm được phòng chưa vậy? Rồi. Nho-Nho vô đi, Nho-Nho ơi, mời rồi, Nho-Nho ơi. Mời rồi. Mời rồi. Không, đây này nó bảo này. Thì đồng ý đi. Discover hotspot. Mày đồng ý là được. À, ủa? Cái gì? Password. 123. Không có tại mod chưa? Không, nó là mod server em ơi, Chủ server là có. Chạy lên trên đi để thôi. Trời ơi, cái này muốn đập đập mật khẩu chứ. Ủa chứ bọn mày có biết là server có thể cho mấy cái khác vô không? Mà hồi nó vô nó vãi. Không, nó vô trong mình kích. Kích cái quần nè, nó vô nó đập cho chết luôn chứ kích, hay quá. Nó gọi mấy, nó vô nó cứ bắt mấy cái con trâu bò vô nó dí cả tim thì lúc đó ăn kích. Nói chung là anh em là muốn mua thì mình sẽ chỉ cho anh em cách mua. Còn nếu mà nhờ mua thì cũng được, không sao, có cách. Tốt nhất là mua bằng cái Galena là tốt nhất, Galena. Ê, anh có cái Wilson How nè. Hình như là cái này đợt trước em kêu anh tải rồi đúng không? Đâu? Cái nhà á. Ừ, có, anh bấm vô mà. Cái nhà đó okay, là được, cái nhà đó ở trong được á. Ok. Thì một hồi mỗi đứa kiếm 3 miếng đất đi, lấy cái xẻng á, đào 3 miếng đất xuống. Ủa, 5 miếng đất khỏi nhà, mỗi đứa xài được 1 cái. Xài được 20 lần á. Ờ. Buổi tối chưa vô ngủ. Nó hú hồn trời. Để đến như một vị thần, cuối cùng là một cục sắt. Ừ. Nó chơi cái con này quá à. Tí nó chết thì nó lại bả tài số à. Em nhậu mọi người. Mày, ê, chiều tối là mày đi đâu vậy? Đi nhặt đồ, em tôi bốt mẹ em sợ nhiều con ma. Ok, mẹ đêm hồi nó cũng đi lại đây à. Đâu, nói lại coi Sơn, nói lại coi vô, nói lại coi. Em robot, em sợ nhiều con ma này. Ok, anh chỉnh tiếng lên. Ồ, ý, cái con gì này? Rồi, mẹ thêm một thanh niên, mẹ hài cả cây ra rồi. Á, à, có con bét này, em có con bét đi theo này mọi người. Rồi, tí nó quánh. Tí nó quay ra thấy con ếch, mẹ. À, rồi, biết con này rồi. Ơi, hên vậy. Nó, dạ, nó là cái con này. Ôi, à, chết hả? Ờ, cái trời. Con chứa đồ á, cái chết á. Hên vải nồi á. Giết nó em, giết nó. Lô, phải đây con mắt, giết nó đây con mắt. No. Tức vậy. Hên ghê mày, nhân phẩm cao mày. Vô điệu luôn. Hên vậy. Anh em nào mới vô cho xin một like nha, 200 like xóa kênh.
Ủa em là muốn chơi chung thì tải trên Steam nha anh em. Ủa em là robot, em bộ nhớ là CPU xong là vẫn tụt não à? Mẹ đỡ không đỡ được rồi. Ui trời tối chết ôi. Ủa nghe bảo là không gì hết trơn mà em. Không chẳng nhìn gì hết mọi người. Ủa sao vậy? Cảm biến quang ST. Ủa sao? Bên em có tiếng Việt không? Bên em có tiếng Việt không Nhô? Không. Ơ không. À, cái bot là mod cá nhân. Ủa anh ơi, làm sao để nướng hạt giống để ăn? Bấm cái hộp bột trái vào lửa. Đem vô cho phải. Ừ. Cầm lên là bỏ vào chuột trái bỏ vào lửa. Chuột phải. Chuột phải là ăn. Chuột trái. Rất hiểu. Em biết mà. Không đã, mọi người cho em hai đã. Tự kiếm mày. Tự kiếm mày. Nó làm nó có ăn mày, mặc dù game có up tình đồng đội nhưng mà mày mơ đi. Game này không có đồng đội với mày. Mày đi về phía nam nha mọi người. Mày đi về phía nam nha mọi người. Thì sẵn rồi. Hạt giống. Cái gì vậy? Đi về phía nam đi. Phía nam bỏ đi, bỏ hết đi mà đi về phía nam đi kiếm vàng đi. Cái này không có bản đồ à mọi người. À có bản đồ này. Ở dưới này cỏ nhiều nè, đi xuống dưới đây nè thằng cu kia. Anh đi. Ủa, chết rồi em bị sao em không tắt được cái này đi vậy. Rồi nó lại lụm cái đầu của con hay gì rồi. Ngu. Tham. Không, em bị hiện cái bảng những bờ này dơ này. Đây tên đời gamer bị câu xe cái gì cu te này. Cu te. Đừng qua vậy trời. Là sao để tắt cái bảng này đi. EFC thử coi. Không được. Khổ thật sự. Chụp lên coi, chụp lên trên Discord này kêu Ken giúp kìa. Các bạn đã nhấn nào. Một tí em thấy con quá không nè anh. Ủa sao cảm giác giống đất mạng quá vậy? Này em vừa đi đánh con vừa đánh con. Ui, trời ơi, con bốt ông nè. Ê, vô cái này, vô ơi. Có đồ ăn này, vô. Em bị thấy rồi. Cứ... Vô, ra đây xuống dưới đây nè, có đồ ăn nè, lại lên ngon lắm. Em bị cái bản này này. Cái bản gì? Nó tự tắt rồi, Đi xuống dưới đây có cái đồ ăn ngon lắm, thật. Đâu em không biết ở đâu nữa. Đi thẳng xuống phía nam. Nhìn cái map đi xuống. Đi xuống hướng 6 giờ, khổ, đã không biết rồi không đi chung. Bắt con thỏ. Bắt được đó đâu mà thỏ, khổ. Chết rồi mọi người, em đói. Chết đói rồi. Em đói rồi. Ui, một cái ếch này. Giết nó lấy hạt. Thằng này nó không đi chung mày. Đi xuống đây, đi xuống phía nam này lên. Em không biết ở đâu. Đi xuống hướng 6 giờ. À, có bản đồ mà đúng không? Trời. Tôi đi. Ở đây có cái con này ngon lắm, thả lên. Nhưng em không có một khí, sao xong mình chơi nó. Khí cái gì màu khí, đánh có mật ong chứ khí gì. Mày đâu? Mật ong à? Để nó đi. Đâu rồi, đây đi xuống đây lại lên, đây nè, mật ong đây nè. Ngon lắm. Làm cây búa cho nó đập đi. Cho nó cây búa đi em. Ok, cho mày cây búa. Kìa, ra lượm cây búa kìa. Đó. Ủa, cái đấm mà. À. Đây nè, đập cái này nè, ngon lắm, đây nè. Cái búa kia tao ơi, búa đập bán đồ á. Đây nè, khổ. Cái búa phải cái dẹo. Đập đi, đập đi, đập đi, đập đi, đập đi, đập đi. Ờ, không đập được. Nè, cho cái này nè. Cái này nè em, cái này nè. Cái đó mới đập được. Đập đi lấy mật ong ăn. Cái đó, cái ăn mật ong được nhiều lắm á. Búa ba đồ á. Không đập được. Cái búa nè. Cái búa ngon lắm. Đập đi, đập đi. Mày nè. Đó, đập mật ong kìa, đập tiếp đi, đập hết đi. Mạnh vô. Ngon lắm em, ăn đi em. Chạy. Đâu, nó nè em không, nó còn nè em không? Đi xuống dưới là biết. Đi xuống dưới là không, biết. Em chạy rồi, em chạy mất dép rồi. Hướng 6 giờ đi thẳng. À, thoát rồi, mất hết tiền rồi. Ơ, mấy con ít em này. trời luôn. Ơ, ít khỏe quá. Chạy xuống phía nam lại lên chết bây giờ. Mẹ. Chùm mà có nó cũng chơi. Em này.
con boss đó tầm như mười mấy nghìn máu thôi chứ nhiều. 25.000 máu. 25.000 chạy xuống phía nam, cứ chạy xuống hướng 6 giờ, chỉ chạy xuống hướng 6 giờ. S không đánh lại đâu, giờ chưa đánh lại đâu à. S nó trâu lắm, nó đánh rất đồ nữa. Nó 100 miếng cơm máu, quá trâu. Thế mẹ là khu chỗ này giống như đường cùng quá em. À, lầm. Đường cùng rồi. Não em đang giãn quá, thôi anh chế cái nón đi. Ừ, có cái nón hoa không, nhưng em sẽ đủ hoa. Thắng hoa ở đâu quên mẹ rồi. Nón hoa hả? À, dưới cái nón. Ủa sao mấy cây bên này bị chặt hết rồi. À, đi quay, đi lại thu thập mật mật ong nhỉ. Ừ, đi thu lại thu thập mật ong đi. Em đi lên đây em, đi lên đây em. Đang đi lên với anh nè. Ừ, thu thập mật ong đi em. Ừ, em thấy một cái xác skeleton. Skeleton. Em mới đập quay. Đập nè ra đây, đập mật ong nữa này. Ủa sao ăn mật ong không đập nữa à? Đập nữa là chạy có gì đâu. Đúng. Nè. Đợi gì mấy con này. Đây nè, ở dưới này nè, đập cái rồi chạy nè. Được hai cục mật ong rồi. Bị nhầm hướng. Đập tiếp đi, đập đi. Nó chạy không bao giờ kịp mình hết trơn á. Mấy đập. Con này gà mà. Không bao giờ nó dí lại kịp mình hết trơn á, lấy mật ong thôi. Nó không nhầm ong nữa kìa. Cái gì đấy? Chồng chó cực mạnh được cái lắm. Rồi thằng ngu. Rồi chết nó. Vậy là Hoa. Đây hả? Ở đây đi. Ủa cái gì đấy? Ôi. Đây. Hình như là hai đứa mình học tin chơi những cái game hợp tác anh à. Chửi nhau là chuyện bình thường mà. Trời, easy với cục bố luôn. Ê, em vô chậm hơn Discord này. Đúng rồi, trong Discord nó nhanh hơn chút. À, đi cắt đồ vào con này. Giờ, chờ biết không mày? Trời, nó mới biết luôn anh. Rồi, cắt cục bố đi nè. Nó cần phải có máy sáng chế phải có vàng, khổ, tí nữa đi kiếm vàng. Phải đi kiếm vàng, mà nãy giờ mình cắt đi đồ. Hồi nãy giờ chậm là tại thằng Jojo á. Anh tạm phải đứng anh ngồi anh đi luôn á. Bữa giờ chỉ đi ham hiểm thôi ạ. À. Đi chơi ngon. Vô làm gì có gì đâu. Ủa mà hôm trước em chơi bình thường giết được boss đâu? Có. Chưa có thường thì chỉ chơi. Em vậy em. Mấy con gầm lửa. Thường á. Vậy là vài bữa nó có đứa gánh tim rồi mừng quá. Nằm cái nồi ấy đi. Nằm cái nồi nấu ăn. Cái nồi là cái gì? Cái nồi đó các bạn chế tạo mà giờ chưa có chế được. Cái lồi là cái gì? Thịt cái gì đây? Sữa luôn. Thịt. Ăn. Ừ. Ngon, lên máu. Ông chết rồi, đâu được đâu. Mật ong nướng không? À. Chết rồi anh thấp. Mật ong mà có lò cái nồi. Thế thôi, đó, đèn tắt rồi, để lên gỗ nè. Sắp chết rồi phải không nè? Rồi. Trời khá nè. Đi ra. Sáng cái đầu mày, đang tối luôn á, đi ra chết bây giờ thằng kia. Không, xung quanh cái ngọn lửa thì vẫn sống. Ok. Tụt não, tụt tim bây giờ. Em có cái bone sát này để gì vậy? Nằm thương à? Nằm thương chọc chó. Ê con gì? Con Wendy của em đội cái nón hoa nhìn dễ thương nha. Con anh thì nó rất là nhiều sừng. Cái nửa tắc này mọi người ơi. Ở dưới này nè. Cạo đuốc đi. Đi được mà. Đúng rồi. Ủa sao lại hai nó? Hợp tác tốt á. Hợp tác tốt quá nên bây giờ hai lò. Hai nò được chưa? Bùm. Ủa? À đây, cái búa đây. Này, trực Kennington. Cái này là đi qua hướng 9 giờ nha em, 9 giờ nha. À, có ông. Có đất đẹp nè. Ủa sao sao? Đi qua hướng 9 giờ nha. Ông. Rồi hướng 9 giờ. Rồi. Rồi qua 10 giờ luôn đi, khu vực này hết đất rồi. Mẹ thằng đút kiểu mà chơi đúng chai hát luôn á, nó đi khu vực. Cứu em bị đàn ông né này. Ai kêu mày quýnh trong cái bụi không? Đi đây, đi chung đi, đừng có đi như vậy nữa, khổ.
Không, em đi chung mà mọi người đi nhanh quá em. Mày cứ lo người nó quánh nó chết kìa. Đi kiếm đồ ăn đi, sắp chết đói rồi nè. À đây em hạt giống này. Ui, cái gì vậy? 10 giờ, đi theo hướng 10 giờ đi chung đi, khổ quá. Không, em bị nạt rồi, đang ở trong vùng đất cái gì có vàng này. Vàng cái đầu mày. Để thấy, em đang đập này. Từ ủa xong đập được. Đây đang đập. Đấy. Đấy và này được một. Đâu chỗ nào vậy? Em đang ở đâu ta? Đang ở cái bờ sông. Bờ sông xa lắm. Bờ sông ở dưới hướng nam, bờ sông hướng nam dưới cùng. Ủa nãy mình qua chỗ đó mà đâu có gì đâu. Có vàng thật em ơi, đi xuống em ơi. Đi thẳng xuống hướng nam, còn chỗ mình chưa đi. Có vàng thật. Ui cái gì đấy? Ui cái tượng của con nào này? Trời. Ui có thịt luôn, có nhiều thịt quá. Đi cất đồ của cái thương. Được kê long ton. À đi cất vàng. Ơ, nó có gì nhảy này. Đúng rồi em, đi xuống thẳng đường này là có vàng nè. Ui, nó bắn. Nó có súng. Còn ấy. Nó có súng. Thôi, con nó ghê lắm nha, con nó ghê lắm nha. Em vừa cấp đồ nó xuống luôn. Xúc em luôn. Nó bức tượng nè. Đây có thịt nè em, có thịt nè. Nhanh. Thôi, đừng bắn tao. Rồi toàn rồi, nó dí anh này. Ừ, đau quá. Bên này có nhện nữa, what the hell. Trời cho nhện, nhện đâu. Em chơi nó. Mấy nhện yếu lắm. Em giữ cái này nè, em giữ cái này nè. Cái gì? Ở bên này khoáng sản nhiều thiệt. Ô, có nhện này. Ô, mẹ nó cắn em kìa. Tiêu rồi em ơi, tiêu rồi. Ê, có đóng cửa luôn nè, ngon. Đóng cửa đâu. Đóng cửa của mình nãy nè. Tí nó qua bên này kiếm vàng em, cái khúc dưới này nhiều vàng lắm. Bị con đó nó tranh giành thôi. Mọi người ơi, mọi người có nhện đi nè em. Thôi nhện ghê quá ba. Còn có chị ăn đâu, em cũng chết con. Ơ, chơi nó, có mình nó kìa, họ đâm. Đó. Trời, yếu xìu ba. Nè, anh em còn ba cái dâu dại. Cho em thịt, em đói rồi. Cái này dâu dại em, nè, em đói, em hết máu rồi. Hả? Nè. Trời, em đói hết máu rồi mọi người. Nè, ăn đi nè. Nè. Đâu, đây á. Khổ quá, nè, ăn đi. Cái này nướng được không? Anh em ăn được nướng. Đúng rồi, khổ. Gì, thực phẩm cũ là rất là tốt. À, có thỏ, từ. Thỏ không bắt được đâu. Thỏ phải chơi bằng 7. 7 thôi. 7, còn 2 là ban đêm. Còn không là gia su. Nước nó chết. Chạy đâu. Á có chuối. À đâu có đám ta. Thằng Yo-Yo nó mới được sinh ra từ ngày hôm qua hay sao mẹ. Ê có chuối. Ơ sao thầy dặn nằm xẻ vậy. Út á chơi mày. À em giết được con chuột chuối rồi. Đưa cục vàng cho tổ chế cái máy ấy. Đâu? Khu vực này tính ra cũng tương đối rồi, cũng không ngon lắm. Ồ chỗ kia nhện mấy vàng nhiều kìa em. Em có trứng luôn kìa em. Đâu? Nhìn trên bản đồ đi, dưới có trứng luôn kìa. Nghe con skeleton to hồi nãy là có trứng luôn đó. Anh đây, vàng ớt vàng trong rương. Thôi em không có ở mong ú nữa em. Kẹp hấp quá. Đấy. Ngoài ra. Ừ. Cho cách quyết định đá đi. Quyết định. Thiếu sỏi rồi, có ai còn sỏi không? Còn sỏi gì? Sỏi là róc á. Được rồi, chết được rồi. Nó khổ là vô quá mẹ. Mày ráp bao nhiêu thì qua đây ngược lại bấy nhiêu. Đây. À cái máy này làm gì vậy mọi người? Em lại đó, chế được thêm ít đồ đó. 5 năm xẻ không? Ô xẻ này, shower này. Từ này sao để chế đấy? Đá mới là hai cây. Không nhưng mà nó không cho em mở. Thế này. Nếu mà mày không đủ đồ á thì nó sẽ không cho mày mở. À để em đi đá từ con bé em ra nè. Trời ơi trời. Khổ thật sự luôn á. Không mà. Đó bài đỡ ba thằng à. Này
có có ai đang mở ấy nên phải nóng cho em mở. Vài bữa thằng Ken nó chơi á, bắt đầu thằng Ken nó đập lại cho coi mày cái tội bên kia láo. Này nóng cho em mở này. Em bấm vô thì nó sáng lên bên trái đó. Góc trái mà. À ừ góc trái quên. Quá tấu hài thì chứ. Ôi được cái xẻng này mọi người. Đúng là một thanh niên mẹ tấu hài tìm mọi người. Mẹ ba ráp rồi bao nhiêu thì qua đây ngu bấy nhiêu. Em có cái năng của ấy này. Ơ em có này này mọi người. Cái gì? Ơi cái gì vậy? Ôi ngọc ruby hả? Cái ngọc tím rồi kìa. Để dàn cái đó vô đi. Anh sợ tí nó ám ca rớt đồ quá. Ừ. Nè thôi em giữ cái này đi. Em giữ cái này em cất vào trong kia đi. Không, thằng kia kìa, thằng Jojo kìa. Ủa cái gì vậy? Em vừa dùng cái cổ máy chị. Em vứt cho con bé em cơ. Khổ thật sự. Không thật cái gì ấy, cái gì mà em vứt cho con bé em xong rồi nó gầm lên chỉ như cái máy móc ấy. À cái em nhặt hả? Ừ bánh răng. Bánh phờ lăng. Bánh răng hay bánh phờ lăng khổ. Bánh răng. Trong game có bánh phờ lăng luôn ghê vậy, đỉnh vậy. Ơ đá cái con này để cái nhà. Magic. Ui dồi, Magic. Chưa được đâu, khổ chưa có đâu em ơi. Có cái gì để chiến đấu này. Cái chĩa đó là nó múc rác. Ui có cây nào cần vàng để chiến tạo này. Rồi sao em quyết định sao? Ê, em nếu mà mình đi về hướng bên trái một chút á thì sẽ né được nhện mới là né được mấy cái con đó em. Ủa sao sao để chế tạo được dây vậy anh? Dây thì em đi kiếm cỏ nhiều vô. Dây thường ấy em nhiều cỏ lắm. Thì bấm vô dây thường. À em đây để chấm bét. Chế ba lô đi. Đúng rồi chế ba lô đi. Đó, mình chế em ba có... lô khi mà mình. Em có biết để em cần gì chỉ bên lố. Nó bảy luôn rồi. Ủa, nó vô nó nhân phẩm ngay từ đầu anh nó bố láo kìa. Rồi, ui rồi cây này đi chọc nhẹ thì thôi rồi. Anh có ba lô rồi nè. Em đi xuống đây nè em ơi, mình đi qua đây nè em. Để em chịu hòa con chị em cái. Ok. Em biết anh tính đi đâu rồi đúng không? Ừ. Thằng Jojo đi mà nào. Đi đâu? Đi qua đây kiếm vàng nè. Ok, xuống chơi cái gì? Em có cái giáo rồi. Ở cho. Có nhẹ đâu. Kiếm hai cục đá. Ô giờ này có trạng mưa nó dính cái màn hình nữa nè, đẹp quá. Ui, cái gì? Ồ khá nhiều này, nó đang ngủ. Thằng kia đi với anh cái nào? Mày còn cái búa mày đập cho anh mấy cục vàng cục đá coi lại lên. Ờ, từ từ, em bị bắn. Cái gì? Ồ, bị bắn. Bên này vàng quá trời nè em ơi. Tự nhiên mày đem cái con ở đây chi vậy? Em bị bắn không, em tới em nhập đồ còn thằng cha kia rồi chơi em ác có cái nhện ứng cái nhện kiểu. Ủa ghê, đồ ăn quá trời mà không có mẹ. Vừa chết đói vừa không có đồ ăn nữa, vừa không có đá nữa. Anh lại đây em cho anh cái 4 cái hạt này nè. Ê nhện. Mày đâu, anh đang ở nhà nè, đá của anh đâu. Đây là nhà này. Hết mưa rồi. Đập cái cục đá đi. Thiệt tình. Diệp tôi. Thiệt tình luôn á. Mẹ. Đem cái con mẹ ra làm cái gì? Ủa con bé em chết được không vậy? Được chứ. Nó cắn con bé em kìa. Cho anh xin hai cục đá. Bé có hồi máu được mà. Làm sao được? Là sao để xem máu của biết nhỉ? Anh đi. Anh em còn một hộp về anh ăn được nè. Anh đang đi kiếm vàng, bên này vàng nhiều lắm em nè. Qua đây nè. Bên này nè. Bên đó là nguy hiểm, bên này không có nguy hiểm. Đi theo anh qua bên trái hướng 9 giờ luôn. Vàng nhiều lắm mà nó không có cái gì hết, không có nguy hiểm. Em đi xuống toàn gặp nhẹ thôi mà. Tao thảo tin thằng chồng tao không tin Jojo đâu. Không, em đâu có làm gì đâu. Từ chứ mà. Cái kia của anh đâu? Nhưng mà sao cái này phun đồ rồi, sao mình nhận phun đồ rồi, chắc phải chỉ bao lâu rồi. Cái gì? Một cái cúp của anh đâu? Anh tạo chưa hay anh tạo luôn cái búa rồi? Đúng rồi, tao nhập cái búa rồi. Em phải chỉ bao lâu rồi, chứ em phun đồ rồi mọi người. Ra một cục hay một cục là được.
bốn gối ba à, không không đây 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 đây, đây. Mẹ em bị mù mẹ. Anh gắn cho cái ba lô mà anh quên mất. Con cá này ui chơi chơi nhông cá. Ủa gì anh chạy lung tung quá vậy? Đó bên này vàng quá trời thấy không? Vàng quá trời mà an toàn nữa, bên kia nguy hiểm lắm. Anh đập cái đó đi, anh đập bên này. Có vàng rồi, có vàng là mình đi kiếm vùng đất khác mình sống. Đất đây có vẻ không ngon. Ông có mấy con nhện này tới chơi không có nhện được ngon này. Nhện có gì đâu đánh em. Không không lo chết đói. Trời ơi khổ, đánh nó còn hao máu hơn ăn nữa. Ui vàng này úi dùi. Dầu rồi. Em chơi vô cho hết cười quá. Nó mới sinh ra ngày hôm qua. Có khi nào nó chơi với anh riết rồi nó bị gà không anh ta? Vậy. Ủa? Hoặc là xuống dưới khả năng cao là dễ có mấy con quái vật lắm. Ghép ghép bị lỗi anh ơi, em bị độc đá mà em không được sỏi là gì ra cục đá nữa nào. Có nhẹ nó còn nem chơi chứ. Hồi này nó ham đánh nhau ghê. Không gì lo thăm ngàn tí nó ăn cứt nha con. Không, em đang thăm ngàn này. Em chỉ chơi nhẹ để em kịp thức ăn mà. Em nhiều thức ăn lắm. Mày kiếm củi đi kìa, sắp tối rồi. Tụi mày không có chạy qua tới đây được đâu. Không có kịp đâu. Tao quyết định chạy về hả? Củi em đang ở nhà mà. Em đang chặt cây này. Chạy về hả em? Về không? Từ từ để em lượm cục vàng á. Anh đi về trước nha, anh đi lên trên. Anh chặt cây to đi, anh nhiều củi. Nó cục vàng này, ấy con nhện nó dí nè. Bên đây vàng nhiều. Cứ chạy đi, cứ chạy đi. Lượm cái rìu về ba. Cái rìu nó còn có mấy phần trăm mà, bỏ đi em, hai cái đó còn hết đồ rồi. Hết thời gian. Okay. Ui, chặt được cái cây dầu. Má nó chặt được cái cây mà nó mừng vậy luôn hả? Em chặt cái cây mà cái cây rìu em muốn. Ủa sao sao đi hoài không thấy nhà vậy? Mọi người đúng rồi, sao chế đóng đống nữa à đi. Ôi hồi nãy đứa nào lấy trứng? Đứa nào lấy trứng rồi kìa? Không đủ đồ chế đâu, đúng nữa đâu, ôi chết rồi. Lạc đường rồi. Ở trên này, ở trên này. À thấy rồi, thấy rồi. Khổ ghê mẹ, bây giờ phải chăm thêm đứa nhỏ nữa. Quả thơm, để ngoài đi. Ủa, đống lửa của mình đâu? Ừ, tắt rồi. Xào lửa này đi. Ui, nửa chị vậy. Có đói không nhỉ? Em nhiều đồ ăn lắm. Đi ra để anh nấu rồi, anh nấu rồi. Cho mi. Má. Này. Đây cho này. Cho. Nhấn chị nhẹ nữa đấy, ngon luôn. No rồi, mừng quá. Đi nữa hạt giống. À, kìa, hình như có gì để chơi chim nhỉ? Con chim hả? Con chim nó sẽ cho mày hạt giống. Còn nếu không, mà em được hạt giống vô cái lồng á thì em sẽ bắt được con chim. À không. Đây này để hạt giống dưới đất. Cho một con chim tới ăn là mình chúc nó. Đúng, thông minh đấy. Nhưng mà không biết làm được không. Đây này, tí nữa ăn đừng có lượm được rồi. Để em đấy. Để cho mẹ cái này mà đốt vui lắm nè em. Đốt vui lắm. Gần bao đỡ gì em nó không đọc chứ không biết em đọc tiếng Anh ấy. Thì đốt thử đi. Nó là thuốc súng đốt nấm nổ. ghê thiệt. Hồi nãy mà tao không biết là tiếng Việt là coi như là tao nghe lời kêu tao đốt rồi đó. Ừ, hạt giống em điện một chim mà. À xin lỗi em. Tao đã lấy hạt giống để tao bỏ vô trong cái lồng tao lấy con chim. Từ em nhớ là có cái gì để chơi chim nhỉ? Có cung ta? Không, có cái lồng á, cái bẫy á. Em có thể bắt thỏ, bắt chim luôn. À, có cái đinh ba để xin cá không? Má cây đinh ba đó là để xới mấy cái đốc lên bà ơi. Em để xin cá. Em nhìn thấy hướng 11 giờ không em? Chắc mình nên đi qua hướng 11 giờ. Em bị hư cái búa rồi. Hết đồ rồi. Em bị hư cái búa. Ai cho em đá với? Tao hết sạch luôn rồi. Đá phải không? Đá một flint. Làm sao để tách ra quên à?
Không nhớ. Dạ. Ui, 13 cục tinh dầu vậy. Đưa đây, trả tao nữa mày. Chế đồ không trả cho tao. Rồi. Quá, từ từ không, đã chế đâu. Chế cái cúp đã. À, cần que, quên mất que trong con này. Wow. Anh thấy hướng 11 giờ ngon hơn em. Mình không nên đợi. Tao em đi làm ít đồ. Anh nói nhất là lượm ít cỏ đây, đến lúc nào mà chết đói gì còn có được. Hoặc là lấy cái một ít cái này đi. Em chế xong rồi mọi người. Lấy thêm ít này tí nữa làm nguyên liệu cũng được. Ừ. Tí nó đỡ hao gỗ. Em có cái xẻng, em đi xúc mấy cái xúc hổ. Hổ xúc cái gì nó lẹ lên mẹ, tưởng xúc cái khác. Xúc làm gì, không được gì đâu. Cái xẻng nó làm mấy cái trò vui vui như sang trang trí nhà đó, chứ có gì đâu mà. À vậy. Đang qua anh múc mấy cái này nè, mấy cái mảng đất cỏ này tí nữa thì nó đốt được. Nhiên liệu mạnh. À, em xúc cỏ về trồng. Tí nó đi qua chỗ khác bây giờ. Ủa, đi đâu khác à? Ừ. Ở đây đâu có gì đâu sống mày. Ủa anh em thấy chỗ này cũng giàu mà. Giàu cái bếp. Kiếm vàng đi, kiếm đèn kiếm đi. Vàng thì một nồi rồi, mỗi đứa mấy chục cục rồi. Thôi đi mọi người ơi, đi qua băng hè đi nè. Đi nè, đang ở nhà nè, đập đồ đi, có búa đâu. Nâng lên máy cấp 2 luôn anh. Cái búa thằng quỷ kia nó giữ kìa. Đây, qua đập sao nằm nằm mình cứ tới đập giống đập con ong hả? Đưa đây. Thằng để cái búa đây, để má biết vậy là không cho nó chơi chung rồi, mẹ nó bóp quá. Bỏ thật sự. Nó có hoa giống này. Ui, sao lại đập đi. À đi ra coi. Bóp ghê mày. Mày đang làm gì thế, DTN Gamer? Ui, hai giống, hai chim. Hai chim. Trời ơi. Mẹ nó lượm luôn cái cổ của tao. Đi đây em, đi đây em, đi theo anh nè, đi theo anh nè, mọi người đi theo anh nè. Để em bảo kê thôi, em là người phải đi thẳng lên đây nè, phải đi lên 12 giờ. Ui, cái cây mất tiêu cái nã rồi. Quá, tao mệt mỏi quá. Tao buồn quá à. Con đến người em chơi nói này xong rồi nó đem đàn cho em. Nè, qua bên trái nè, khu vực này mình chưa đi nè. Gì? Anh chơi tới mấy giờ thế em vào gánh mọi người hả? Ê, bên đây có đầm lầy. Ui, trên này có đá từ chơi đến 10 giờ em ơi, tầm 10 giờ em ơi, em vô đi. Muốn chơi thì vô. Bạn nữa là bạn team nha em. Bạn DLC nhá. Thì DLC gì? Ơ, có cái mộ này. Cái mộ có làm gì cho em? Dạ, sản xuất được không? Được, được. Ui, được con gấm bông, đẹp. Tốn ngã rồi, sức thì tốn ngã rồi. Đánh mấy cái mộ là mất não mà phải không? Cái xúc bên não. Nó lao ấy sợ. Em đi thẳng lên đi thẳng lên đi nè, bên này có vẻ chuột thú nè. Ủa đi thẳng xuống hả mọi người? Thẳng lên, thẳng và thẳng xuống nữa. Chán thật sự. Rồi, bị nạt rồi. Ở sống mấy cái đất màu xanh lá này nè, nó sẽ có cà rốt. Hợp lý đấy, ở đây được đây, đây đi. Ở đây ha. Có vàng luôn nè. Có vàng luôn nè, ngon hai cục luôn. Chết rồi mọi người ơi. Thẳng lên trên. Ủa cái này là cái gì ta? Có map mà. Cái đường thôi. Map nhưng mà nó mờ chắc không thấy đâu. Có à. Map nhưng mà nó chỉ map mở hiện map của em thôi. Còn map của mọi người đi đâu này nó không hiện. Đương nhiên rồi. Ê sắp chết đói rồi. Ui có. Ui có trứng. Ui có trứng có gì này để em tới nút. Ừ. Tao nghe có trứng là tao nghe thấy nghi sắp đi rồi nha. Mẹ. Không kìa cái con chạy nhanh không? Nhanh, nó chạy nhanh hơn mày nhiều, nó cao kèo nữa. Ừ, nó cao kèo. Từ từ, may quá em hỏi trước, may trước tí nữa em đi. Thẳng lên trên đi em. Quá wow, mọi người thân ta. Đó, lên Discord em ơi. Để copy lên Discord cho em. Chết rồi, mọi người nào. Đâu rồi, lên Discord đó. Em tới mấy chỗ mà có mấy đá và vàng này, nằm nhiều vàng này. Đi thẳng lên trên đã bảo kêu đi chung với nhau đi, không chịu đâu, tí lạc làm sao không biết kiếm. Em đi chung mà. Rồi đi xuống kiếm đó em ơi. Khá khổ thiệt sự. Trời. À em tới, em... Ê. Ủa có mộ skeleton này.
má nữa. Là bảo đi chung đi không chịu đâu. Đấy thì đây này em vừa trộm cái con chim chim của trứng này. Chỗ nào? Chim chim của trứng kia khúc trên này. Em bị giảm não rồi. Sắp đói rồi đó bay. Em nhiều thịt lắm. Anh cũng sắp chết đói rồi. Đây này, em thử mình xuống nó cỏ cỏ màu gì lâu lâu. Ê, lâu con bác nè. Cái gì? Cái mắt phải hiện gà nhỉ? Nó không hiện ai. Ủa, em đi bao nhiêu, em đi bao nhiêu thì em mới hiện bao nhiêu chứ. Còn mấy rồi. Chiếc này anh cũng còn năm mấy rồi, chiếc này chết rồi. Đúng nào. Ui, nhà có lợn à? Cái nhà này nhà của con lợn đấy. Rồi nó đi xa lắm luôn rồi đó em. Ừ. Sắp tối rồi, khổ rồi. Chiếc này chết đói rồi, cái thằng Yo-Yo này bóp vậy. Ờ, em lại quay lại về chỗ cũ rồi. Mẹ mốt không dám cho thằng này chơi luôn á ta. Bây giờ anh biết đường đâu mà kiếm, khổ ghê luôn á trời. Em quay lại chỗ cũ rồi, em đang ở chỗ mà mình lúc đấy mình xây nhà các kiểu ấy. Thôi mệt quá, để cái bụi đi. Từ chế các bụi ấy đi em, thôi chết á. Ừ, để em chế cái nửa cầm như này. Để đó. Cái chim nó đi lại. Anh đi ra, con chim nó không đi lại đâu. Chết rồi, lạc nhỏ rồi. Khổ ghê. Mẹ, nhắc thằng. Tại vì lạc là rất là khó kiếm, không như mấy game kia. Ui, con hot là DTN Gamer á em. DTN Gamer. À, con có chú ý nha, chạy đâu. DTN Gamer nha, bát là 123. Chạy đâu con đâu chú ý ơi. Á, khổ thiệt sự luôn. Tại cái này phải đi chung, không có đi lẻ được. Khó lắm, không có tọa độ nữa. Ê, như chặt cái này nè. Chặt cái này, có trái. Chặt cái này, có trái. Trời ơi, thằng nhỏ biết có sống qua mùa thu không? Trời, dâm la game dễ ơi. Được, mấy cái cây này có trái không được. Tối quá, thêm gỗ. Chứ đúng rồi, đang cắt vậy. Bắn lên là thấy hả? Trên chuẩn bị. À. Là pháo sáng hả? Đang mở mắt. Ai đang đói. Ồ, 5 miếng đất với lại 10 cây que là em làm được cái nhà đúng không em? Dạ. Nhưng mà cái nhà... Nhưng mà... Ôi, nhưng mà đợt trước... thì ở gì chui vô sẽ bị đói á, nhưng mà nó sẽ tăng cái não. Anh ăn cái đây. Lấy cái ăn đi. Đưa cái. Ơ, đi xe này, em đi xe. Đi chung em ơi, cá kiếm lên trên đi. Em đang trời tối rồi. Em có gần cái bãi mấy con trứng chim với lại đống vàng, đống đá không? Nhanh anh cho anh một cái. Anh từ chỗ đấy chưa? Qua rồi. Đúng 12 giờ rồi, luôn. Chết hả? Rồi xong. Không, chết đớn, em sắp chết được. Nhưng bây giờ quan trọng là tìm em kiểu gì đây, khổ quá. Anh đang ở chỗ bãi chim đúng không? Bãi chim có mình trứng đúng không? Không, bên đất cam, đi lên trên là thấy. Ờ, đi lên trên luôn, đi thẳng lên trên là thấy. À đây, vậy em chạy lên. Đang có Dương Nguyễn kêu tí em vào sẽ cover mọi người hết thức có thể. Không biết nổi không đây. Ờ, thì không biết là em... bé đang chơi cái bản nào. Ta nói là người ta biết Steam rồi, bản nào gì nữa. Bãi chim bên này đi trên này. Mấy cây bự nó mới có trái anh ơi. Đây nè. Chặt mấy cây nhỏ nãy giờ không có ăn được cái gì. Chặt xong tí nữa đi, con thần cây nó ra nó chém cho. Em tới bờ sông rồi này, em tới bờ biển chứ. Nhầm. Tao kêu mày đi qua đất cam đi. Đấy, đấy. Đất cam. À đây em thấy đất cam rồi. Rồi, em cứ đi. Anh chị đang qua này. Nó là mấy cái cây, nó có mấy cái cây mà cây thông hay cái gì đó. Cái não em giảm ấy, em gì thì bóng của mấy con ma cơ. Rồi, khả năng thấp đi. Rồi, thằng nhỏ thấp đi rồi. Thằng nhỏ lạnh ngắt rồi. Ở đây này, em tới đất cam này, người. Tìm em ra, em tìm xung quanh ra, nếu mà có biểu tượng đồng đội thì ở gần đó. Em đang đi dọc bờ biển. Quá tìm được nó xong đó là hết game luôn á. Đi đường mấy cái lầm. Em đứng xung quanh phạm vi này thôi nha em nhé. Em đi vòng vòng xem qua đó. Tí nữa ba đứa lạc nhau xong ba đứa chết nhắc. Game này phải chịu khó đi chung mới được. Đừng có ham đánh mấy con này con kia, không có cần đâu.
Ừ thì sự là không có cần đâu, quan trọng là mày phải kiếm được đồng đội mày ở đâu. Ồ, nhà heo bên này nè em ơi, nhà heo bên góc gì 3 giờ của em. Em Heo đang ở em, nhà heo này. 3 giờ em ơi, 3 giờ em ơi, 3 giờ em ơi. Anh về với em rồi. Em à, đang lên, đang Đây đây lên. đây, qua đây nè, qua đây. Có đang cho heo Làm không? sao lại tăng máu nhỉ? Có thịt thịt thúi á, cho nó ăn được. Có vua heo á nè, nãy thằng kia có thấy vua heo mày. À. Vua heo bên này. À, vua heo vậy bên này rồi. Em đang chuẩn chỗ không vua heo Đây này. nhà chỗ này nè anh. Trên nhà nhưng mà tối đến ngày rằm một cái nó đập chết. Ê vua heo này. Hello vua heo. Sống đây mấy ngày đầu thôi, giờ tới ngày gần thì đi. Nè đi lên trên đây gặp được nó rồi mừng quá, làm ơn đi Ủa, chung nha cha. Sao mọi người nhiều nhiều đồ ăn vậy? Nè ăn cắp của heo nè. Ôi, từ từ em xúc nộ rồi. Trời ơi. Để chồng chồng lại cho heo nó mất. Ăn vô sắp chết đói rồi. Có gì ăn đó đi mọi người. Má tao khổ quá mà. Thế rồi nào 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 em tụt mọi người ơi. Anh biết là anh biết mà, anh biết mà. Có hoa không? Có hoa không? Cho em đội nó hoa thôi. Hoa bên này nè, lượm nè. À đây là hoa hoa. Hết que, hoa xong hết heo. que, đi lượm que. Má khổ thật sự. Ủa Đi ghét nhưng mình. mà cái gì ta, tính nói Ken gì ta? Ê, Ken mùa 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 đông em làm sao Ken? Mùa trước anh chế đồ nhưng vẫn lạnh ngắt chết ngắt rồi. Bạn phải kiếm đồ á, kiếm lông hay kiếm bất họ. Ờ. À đây. Mấy đồ ấy. Kiếm kiếm bông hoa đủ chế nó hoa sao? Nè đi chung. 12 cái hoa. Đi chung xuống dưới đây nè em ơi. 12 hoa. Ừ. Ừ mấy nè em đi kiếm đồ á. Nè cho một đống À hoa luôn hoa. nè. Ừ, hoa. Chế lại Đi sang đây. nhà. Tăng nhện nữa. Ở đâu ta? Thì hoa đâu nhỉ? Chắc là mình cái tạo nón nhà đó cho luôn nhỉ. Còn hai được cái đó, nón được 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 à hoa đó. Ở đây có vẻ ổn ha, ở đây ở được không ta? Ừ, ở đây được. Úi con mèo, mèo. Quýnh nó quýnh lại đó. Nó quánh chết luôn á. Nó đập cho bọn ở đó tầm tầm trăm máu hay chi nhiêu. Lòng 300 máu. Có vàng nè. Em di chuyển làm sao mà em thấy cái biểu tượng mà con người đồng đội mình á kìa, vòng tròn á, có cái biểu tượng đó đúng không? Ở gần gần nhau thôi, đừng có đi xa quá, lạc mất công tốn thời Ê, gian. em nghĩ là ở đây được nè. Được 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 được, được. Ở đây đi. Ở đây nè. Cắm độc kìa. Ở đây nè, ở đây nè. Thôi em đặt đi, em đặt đi, em đặt cho đẹp. Xích ra đây em đặt. Mày vô ra mày. Rồi em tăng nãy em lại bị giảm máu rồi, cũng vừa tăng cũng giảm rồi. Trời ơi. Đem mấy con bé đi ra. Không, từ từ có bé qua đây bé ơi. Con này em chơi từ solo giết hết 4 con boss và sống tới đây 300 nhưng không biết mục tiêu game là gì. Em chơi được rồi. Hầu như anh chơi đến mùa 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 đông là chết rồi. Mùa đông thường là game này là game thuộc dạng mà thế giới mở mà em nên là thường thì nó cũng không có mục tiêu đâu, em chỉ có không càng mau càng tốt thôi. Sống đến ngày 300 luôn là thứ dữ rồi đó. Ông vậy mình ở đây luôn đúng không? Ừ. Được được được, ở đây được, ở đây được. Ở đây đúng không? Vậy thì trồng làm cái trồng cây để ấy đi trồng thức Đi ăn con ấy. cướp. Lấy hạt giống cho con heo ăn để lấy cướp. Chưa Cứt cướp. đã ở trên này có cứt này. À quên, anh trồng cây là bị em chửi mà quên. Đó là thôi chơi luôn đi. Đừng có trồng sát cây ấy quá. Cháy. Sát cái lò lửa nó cháy. Ok, vậy được chưa? Chứ không cháy đâu nhỉ. Chắc biết gì em, đâu. Em có cây mà này mà em trồng được. Mẹ thằng này nó cứ mang cái thuốc súng rồi đây, tí nó nổ banh chành bây giờ. Quá, có cái này thuốc súng à, nhầm. Ơ. Nó cháy bây giờ. Thằng mày. Em nhầm. Cái cây của em để trong này. Nhầm thôi mà. Này, em trồng cái xong ở ở đây cho. Anh làm một cái la bàn đây. Mọi người làm cái la bàn tí nó tự lo cho bản thân mọi người. Có cái máy này để làm gì mà mọi người không có mọi quay người này. Mọi người tự làm một cái la bàn đi, chỉ tốn một vàng một đá thôi, tí có lạc nhau thì còn có cái sử dụng. Một vàng một đá khác hết nhờ. Chào mọi người nhé. Ok chào em Dương Nguyễn phải không? Dạ vâng anh. Em vào kịp chưa? Đây em đang load game rồi, em đang chọn nhân vật. Ok ok. Nói chung là team này khá no hop lên em. Bởi tinh thần. Gắn tem đi. Em bị cross game, à cross mode rồi, đợi em sát vào lại cái. Ok. Ủa chế cái kia sao? Chế nó bàn sao?
chế kia đi. La bàn là trên cái này nè, la bàn trên cái cục tròn tròn xoay xoay này nè. La bàn ngoài cái cọng dây á. Tí nữa xác định phương hướng nó đi về nó lỡ lạc nhau. Đây em đang đứng ở chỗ cọng dây. Không, cái la bàn đấy là anh đứng cạnh mọi người thì nó hiện biểu tượng của mọi người ở gần anh. À. Còn cái pháo sáng nữa, hình như nó cũng ở tab sinh tồn luôn. Làm từ cỏ với cả cái nitơ. Phải giờ đi xa là sao? Đi xa nó có hiện đâu? Thì đi xa thì nhìn cái hướng đó bắc nam gì đó đi cũng đỡ. Đúng rồi, đi, mình dùng đến hướng, còn nếu đến đủ gần ấy thì nó hiện một phần đầu ấy, kiểu cái biểu tượng của nhân vật lên đấy. À, vậy xong mình cứ thế mình đi vào đi. Cái này quá ngon rồi. Mày nhớ chỗ rồi. Nhớ những đứa mù đường kia tẩu với anh chị rồi ê. Bắt cái đèn bây giờ. Còn pháp lên coi hay đi. Ra mày, đi ra mày. Ở trong. Ra mày. Kéo đi luôn bây giờ. Nó kéo. Không, 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 nó kéo. Lửa được nó kéo đi hết ngàn. Ừ. Đi ra mày. Cái hồn hốt đi luôn. À, cái gì nhỉ? Cái gì để tăng ấy nhỉ? Bây giờ cái não em tụt quá. Em tăng não rồi. Thì anh đào cái nấm màu xanh là cây ấy, anh nướng lên. Một nấm đấy là hồi 15 não. Trừ một máu. Để bổ máu vào não. Dạ vâng. Okay. Rất là quá ngon. Không. Xong rồi nếu như mà anh sợ à, nếu như muốn healthy nhất thì anh nhặt cả xanh nước biển, cả xanh lá cây. Xanh nước biển là hồi 25 máu hay 20 máu ấy. Nhưng mà mất não. Xong rồi bù lại cho cái nấm xanh lá cây kia. Một lửa ăn cân bằng. Ủa anh mới được cái gì nè? Mới được cái đôi găng tay nè. Cây để đập gì mọi người? Đập cây à? Chơi cây à? Nè lấy cái nấm xanh đó. Thôi nè, tức gì đâu, tức cái trời. À, ăn cái não này. À, máu nhiều mà. Mất có một máu rồi à, nó còn chả đáng kể. Nhưng mà em đã nói rồi, để em về em muốn. Thằng. Thôi, nể tình ngày xưa còn còn gánh bên Minecraft thôi, không chửi nữa. Ông game này là em lần đầu tiếp xúc mà. Thôi được rồi, thông cảm. Ra tôi nấu rồi. Nhưng mà giờ... Nhưng mà em đói rồi sao? Thôi ăn chứ sao trời. Ăn nhầm cái trừ não rồi. Thôi mà cũng được, không sao. Có 10 não thua gì. Em có này này. Nói gì? Đây này. Con giáo thôi làm cái gì? Tao đốt rồi, tao đốt luôn. Đứng. Em, nó có con gấu bông nè em. Tưởng cái gì? Mẹ đi chơi game sinh tồn mà làm như mẹ. Ô, con gấu bông của Wendy đấy cũng được, à con Willow đấy cũng được lắm anh. Kiểu mình ít não nó bảo vệ mình khỏi bọn bóng ma ấy. À, vậy chạy em. Thôi, được rồi, thấy lợi ích rồi, thôi giữ lại. Trời ơi. Có lợi ích thì ngu gì nữa. Con Willow thì tụt cái não chứ không là té nhà. Con tự đốt. Ngày xưa, à đấy là bản chơi một mình thôi, còn sao bản này nó fix rồi. À, đây, em vào game rồi đây. Hiện tại là đang nếu mà từ cái cổng thì đi thẳng lên phía đất cao 12 giờ. Ui, em hay xoay màn hình lắm, để em tự tìm vậy. Ơ cái cục này để thói quen xấu ấy mà. Xấu gì thấy mấy người rồ đang chơi quay màn hình không à? Ừ tao quay màn hình riết mà anh mày không biết đường kiếm á. Anh không dám quay là anh không dám quay thì quay xong một phát là coi như không có đường về đúng không? Đúng rồi đấy. Quay xong chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Không nhưng mà cái tượng điểm gì vậy? Cái tượng nào cơ anh? Đây này, ở đây nhiều tượng này. Cái tượng nó bê bê, để bê đắm thôi. Lấy cái không có tượng, nó không biết để làm gì luôn. À tượng bê, tượng ấy làm mấy cái này bó. Nếu như là mấy cái tượng đầu của mấy con đó. Tượng thì là để làm boss. Không chăng. Mấy tượng bê làm boss. À. Nhưng mà em phải đổi đắm. Vùng đất đỏ chỗ vua lợn á. Đúng rồi. Ê Nam, 12 giờ Nam, Nam. Nam, dạ vâng. Nam cái máy ấy đi. Ôi, hot còn không Nam, có hang à. Cái nồi đi anh, Nam, à, cái nồi. Hang ấy anh, kết ấy. Mà sao ta? Hang động ấy anh. Hang động luôn. Bây giờ kiếm hang động là mấy lần. Ê, anh ơi Nam. Không, hang động phải add vào từ đầu game á. Giờ không có hang động. Đầu anh ấy, nhóm chưa add ấy. Anh ơi làm ấy nha, làm cái nồi để nấu thức ăn chứ em giờ em ăn cái này không bỏ. Cái nồi hả?
cái lùi. Lùi là cái gì? Cái lùi gì? Gì? Lùi thịt ha. Giờ em ăn mấy này không ăn thua gì luôn ý. Càng về sau nó càng đói nhiều mà. Ừ, chứ mình phải chế cái lùi. Ơ, cái... À, anh chị nào đang chơi Will lâu ấy nhở? Ra hộ em một đống này với. Xong đống này về là tha hồ thịt ăn ấy mà. Chỗ đống nhẹ đấy, chỗ đông đông nhẹ đấy. Để có tẩu phải chưa? Ờ, chờ tẩu cho Wendy nhưng mà đang lên đi xe lực cướp. Ủa, thảo mày chơi Will lâu rồi. Wendy, Wendy, Wendy. Tại nên em chưa hỏi con gấu anh tưởng có người chơi Will lâu cơ. Có sao không có lắm. Công nhận rồi. Không, tẩu không có Will lâu, tẩu đang chơi Wendy. Ủa, Wendy đi nó... tham thức mà. Anh đấm không công tắc anh phạm nhà. Đi bọc nhà anh. Phạm nhện, phạm ong, siêu ngon luôn. Nó là đi hơi xa rồi. Chơi đi hơi xa rồi bây à. Có thể là đêm người ta không về được. Chế tạo đồ, chế, ừ. Chế tạo đồng hồ khác đi em. Đi hơi xa đấy, về rồi nè. Ừ. Ủa, chẳng mấy cái cây này đêm nó cháy á. Nằm, nằm, nằm cái lồi đi, nằm cái lồi. Làm nó đâu, chịt hơi cái. Cái lửa cùi em mới cháy thôi. Tinh kem, tinh kem. Em có ít gear này. Rồi này tinh kem đi mọi người. Cái này điểm gì mà mọi người? Dạ để trồng cây ba. À. Ê, ai ra chỗ nhẹ đòn em được không? Em chả biết hướng nào hướng nào mà lần nữa rồi. Đây để em cho nhưng mà em sắp chết đói rồi nên em không ra được. Từ nhẹ nó, trời nhẹ đất màu gì đó. Khu nhẹ nó bãi đá ấy. Bãi đá. Ủa sao? Ủa chị ơi sao để trồng? Nó là nói chung là ở vị trí này á là đúng hướng 12 giờ từ cái cổng đi lên. Anh kéo xuống một tí đi để em xem em chạy lên được. Nè, đúng hướng 12 giờ luôn. Rồi rồi rồi, ok. Đúng hướng 12 giờ luôn. Em có à, cái giáo phi không nhỉ? Thì không. Em đang chạy lại cổng rồi. Ừ, không sao. Ngay hướng cổng đi thẳng lên. Ok. Ơ em có quà này, ít requirement more. Cái này là hướng mặc định đó nha, không có lo. Ok anh. Không có hay gì chết. Nhưng mà thấy mấy ông đánh boss là ông quay map kìa lắm. Tại quay thế để nhìn miếc cái thứ. Nói chung là kiểu quất hay đấy. Mày quay mới qua là chết. Ủa quay map là sao anh? Quy với E. À đây em thấy đây rồi. À quy với E à? Ui quay như chóng. Tiện đây rồi farm nhẹ luôn đi chị, xong tí về sau. Có mèo này. Ê tắt bước đi chị ơi, để hẳn tối hẳn rồi dùng. Đi. Ra đây làm gỏi mấy cái tổ nhện về nấu nước ứng nữa. Ừ lấy tơ luôn. Nãy giờ nhây nhây này gần chết luôn. Tao bắt chồng cái tao. Ui cái não. Cái não trong còn 40 thôi. Rồi. Đợi tí để em chỉnh mic của chị to lên một tí. Em là robot cũng hết não. Ơi tên Discord của chị là gì ấy nhỉ? Gọi yêu vậy mà. Gọi yêu là chồng có đắt mẹ. Âm 10 là một máu. Mày lo cho họ mà chết ngắt vô nhô kìa. Đấy đi chị ơi. Ơ chị chưa có. Chị chưa gọi Wendy dạ. À chị chưa gọi Abigail à. Trời ơi. Thế thôi cứ đánh nhỉ, đánh được bao nhiêu con thì hay bấy nhiêu. Đấu không bắt thỏ à. Ê chị đi ra đi để em đánh cho chị, để em đánh cho. Thôi được nói là gần đây. Được nói cầm con giáo nha. Đương nhiên rồi anh. Nó cầm con giáo á. Con này là con farm dễ nhất rồi á. Ừ, nó càng đánh càng hăng mà. Con này gì ấy? Không có thịt, không có thịt. Ui cái gì vậy? Thì lo được mà. Để nó ra. Ăn thịt quá giật, thay chứ rồi. Dạ. Đúng rồi. Thịt cái vật nướng lên ăn thôi. Cho nó bóp lửa, đừng có cho nó bóp lửa lại. Đúng rồi, hay quá. May quá chị dắt mấy con đi. Đỡ nhọc hẳn. Quay lại cho em đi chị ơi, quay lại đây, chạy quay lại cho em. Con gì đầu to to này. Được rồi. Quay lại tiếp. Một con nhện là hai đập chứ mà, nhanh không? Em nói thật đấy anh, cứ ăn em lúc nào cũng 20. Cứ ăn người lúc nào. Ê, dập lửa, không cháy. Người ta đi kiếm ăn nè, mấy cái cây này nó chặt nè, chặt là nó có trái nè. Ăn đỡ, sao giờ? Được ít tơ quá chị ạ. Chắc em nghĩ là nó đập tổ nhện luôn nhá. Buổi sáng này thì đánh được. Chị cầm đồ trước về trước đi. Em đi sang kiếm ăn đây. À mà... Ê, thôi đi để đi ra kiếm ăn đó, nghe khoan, để tao đập mấy cái mùi để nghe cái mùi đi xa kiếm ăn nhớ có được về nha em, có mang la bàn chưa để chị cứ chặt cây đi nữa. Ok anh chăm chú thêm vài con nữa. Anh
tinh chú khó. Em đấm đấm đỏ gì đâu tăng thức ăn đúng không? Đừng ăn nấm đỏ. Chỉ nấm đỏ chỉ nấu thành đồ ăn kiểu ba nấm đỏ một thịt thái để thành meatball thôi chứ không được ăn nướng hay ăn sống. Vậy em nó giảm 10 não. Nói chung nấm đỏ là cái đồ ăn gọi phế nhất game rồi. Trời ơi, em ăn hơn 30 cái rồi. Hàng gì não, hàng gì não chả còn bao nhiêu. Còn la to nữa khổ. Ê, má nhận chú à? Không, con nhận chiến binh thôi. Đây, còn một con nữa này. Ê, ăn DTN ơi, em phải ăn hội đồng con mèo đi. Ê, đứng, chị ơi đứng lại. Bỏ đi em, anh đang lo mẹ ăn uống thôi. Con bé, hàng cúp này chị. Chị có vàng ở đấy không? Chị có vàng không? Em làm vũ khí cho chị luôn. À mà thôi, đây rồi, trên này có vàng rồi. Ê, làm anh ơi, làm chết đi anh. Có vàng kìa. Làm gì? Thôi về luôn mẹ. Thôi đây, để em nhặt nốt cục vàng thôi. Làm rương nha. Mà thói quen của sự tham lam á. Thấy vàng là không nhịn được. Tao có 32 mà. Thằng sao làm. Thói quen rồi, thôi đi chị. Trên này. Này, cho chị này. Não em tăng nhưng mà... Cái là cái gì á? Giáo á chị. Có em còn slot này. Nhặt hết mấy ngày đi chị ạ. Cái này cần nhiều lắm. Ủa rốt là phân à? Rốt là đồ thối ấy, để bón cây ấy. À, ui vậy mà lúc đấy mình ăn ạ. Vãi. Ăn cái đấy bị trừ điểm đói đấy. Ăn càng ăn càng đói ấy. Kiểu ai khổ dâm lắm mới ăn cái đấy thôi. Nó là một trong những thằng mà thuộc dạng là rồ mai ráp nhất team á, là chùm mai ráp trong team đấy mà nó qua đây nó. Thôi đi về đây chị ạ. Anh ơi, anh này chắc đủ. Thôi em nói thật là anh là em còn đúng 12 thức ăn thôi. Em không chịu chặt mấy cây này nè. Có thức ăn không? Chặt nó ra cái phòng á. À. Vậy thì em đốn cả rừng rồi. Hai quả đấy với cả hai berry là được một đồ hồi máu. Đâu có quả thông hồi cũng khá khá máu á. Cái nào nấu chưa ơn nào nấu. Ê, hồi nãy hình như là có lượm được cái nhện rồi phải không? Hạch nhện à? Ừ, cái hạch nhện á. Em không khuyến khích làm đồ hồi máu bằng hạch nhện cho lắm nhưng mà cũng được. Trên này. Em biết rồi. Kiểu thói quen em cứ thấy cái gì là em phải bùa em nhặt đi. Cảm giác nó giống thằng nhô nhô quá vậy. Em cứ thấy cái gì em phải bu vào hết á. Quán luôn mẹ. Đánh luôn. Thiệt biết đi. Ui ôi, nó tăng 13 này, tăng lên 22. Ui, tăng cả 9 luôn à, ngon vậy, đi chặt cả rừng luôn. Chặt hồi cái con quái vật nó ra, nó đập nha. Chị nhặt quả trứng đi. Chị nhặt quả trứng đi, không phải đánh đâu, em đánh một mình được. Hello thằng em. Chưa ngủ à em? Sáng. Mấy con này có hitbox em à? Ui, cứ cây to được hai trái ạ. Ôi. Đấy, gãy nón rồi. Vỡ nón không phải vấn đề chị ạ, vấn đề đây này. Không sao đâu. Đi, có thịt quái mà. Lên đây. Hát, lấm. À, mày sắp tới rồi. Được rồi đấy. Chó này nè, cô cho ăn cái này nè, cái này ngon nè. Đỏ mà. Home sweet home. Thông minh nữa ta, giờ này biết rồi ta. Trời, não tuy não em bị tụt xuống còn 50 thôi nhưng mà vẫn. Cũng xài được đúng không? Cũng xài được. Cho em xin ít vàng được không? Có, đây. Để em làm giáp cho mọi người luôn. Lấy của thằng mười mấy kìa, thằng mười mấy nó vô dụng lắm. Đấy. Thằng này phải có gear ăn nó mới khỏe được. Nhưng mà đừng ăn gear nhá. Ê, có trứng chim nè, toàn trứng chim nha bạn. Trứng chim nướng ấy chị ạ. Cái con mặc định của anh nó đâu có gì đặc biệt đó đúng không? Nó chỉ là bình thường đúng không? Vui sơn ấy ạ. Nó không có điểm yếu, cũng chẳng có điểm mạnh luôn á. Ờ, đơn giản dễ chơi. Con của anh chẳng có gì.
con này con mặc định mà. Trời ơi mẹ, hình ảnh của game luôn hả ba, mà dám nói vậy. Nhân vật thương hiệu á. Thương hiệu game. Ơ, hình như chị có hộp quà đúng không? Có hộp quà, chưa có mấy anh cũng được. Đứng cạnh máy là mở được á. Mở được em, mở được á. Nó cho anh cái găng tay nè. Ui, nó cho em cái bộ dâu ạ. Bộ dâu của Wilson kìa. Không có đồ cạo, chưa có đồ cạo. Đâu nhìn chị trò. Đừng cái quần, quần chip. Nằm cái nồi đi mọi người. Cái nồi thì... Lấy rau không nè? Để em làm luôn cho. Cần than với cả đá. Cho em xin một ít đồ thôi. Lấy gì? Than với đá ấy ạ. Khá là nhiều đá. Ship cần chỗ áp gì quên mẹ. Ship à, ALT ship rồi ấn chuột phải vào đồ ấy ạ. Em ngồi em cười hết game mất. Mẹ, game bên này tôi là kênh YouTube mà. Mà kênh cái rock ấy. Kênh YouTube mà. Đây. Tại chị tự dưng đưa cho em đấy chứ. Ủa, biết gì đâu. Than nữa chị ơi. Chết rồi mọi người, em ăn mua rồi. Anh nướng cho thằng Nhô nó ăn mà Nhô nó biết rồi. Nãy nghe nói mày cập nhật được thông tin rồi. Để tẩu nướng cao gì đấy. Để tẩu làm cái lò nướng đấy, lò nướng đấy. Sao em? Than đấy chị, than em làm cho. Ok, đây là than này. Để sao nhau? Chết rồi ăn. Ra review con quái vật. Quái vật đi. Em làm luôn cái cổ đây nhá, nó gần nguồn sáng. Ok. Đấy, cái nấm blue ấy thì nó tăng gì nhỉ? Cái nấm xay nước biển là tăng máu. Nướng lên nó cũng hồi sanity nữa. Thì nó ok đó, nó có biểu tượng gì đó. À hình như nó không. Đớp luôn. Cái nồi mọi người, em nấu nấm đỏ này. Ba nấm đỏ một thịt quái anh ạ. Thịt quái đây, ba nấm đỏ này với 41 hạt giống. Hạt giống không nấu được. À vậy 4 nấm đỏ sao? Bốn nấm đỏ nó ra rau trộn. Chơi luôn. Cũng được á. Mày vậy luôn. Mình ở gần đây đó. Thôi tao đi kiếm cái gì tao ăn đây. Khổ. Để em ở đi pha mít đá. Ở đây không có đất xanh nhờ. Đất xanh có một miếng nhỏ ở chỗ con chùm này. Con chùm có chút đất xanh này đúng không? Cho em xin một miếng thịt quái với. Đây. Ơ thịt quái tắc là sao nhỉ? Ở đây cho hết rồi. Cứ vứt xuống đi, xong em dùng xong em lại đưa. Ê, làm cái nhà của con phú mèo được cái lọc nè. Thôi cứ cầm đi, tí nữa. Đâu em đi farm bây giờ mà. À. Ôi thịt quái nhiều. Đớp thôi. Ê đừng nấu phun thịt quái nha anh. Chỉ một món chỉ được phép cho một thịt quái vào thôi. À nấu nhiều bị ngộ độc cái gì? Đúng rồi anh. Trời ơi, đơn giản là bạn ấy ngộ độc á. Tại vì là... trên hai món là có độc à. Nói chung là bạn ấy nói như vậy đơn giản cho vô dễ hiểu thôi. Thì em cứ đồng ý đi được rồi. Trời ơi. Đơn giản thôi, hiểu cái đơn giản vậy được rồi. Người ta hôm nay còn ít máu lắm không? Có cái này này. Ừ trừ rồi, khổ. Em còn 99 máu. À. Vậy thì em ăn đi. Đây thì chị ra đây ăn cái này này. Hồi nãy anh từ đây cho tao xin miếng thịt. Từ nãy anh còn 15 máu đến giờ anh lên được 7 mấy rồi nè, thấy chưa? Mày một sự chơi hát không hề nhẹ. Đỏ rồi. Cái đấy hồi nhiều thịt lắm đấy, nên là bao giờ chị đói hẳn chị hẳn ăn nhé. Cả cái này nữa này. Em còn chả nhớ được cái nguyên tắc để triệu hồi cái bông hoa này nữa. Lâu lắm rồi em chơi Wendy. Để con Abigail. Ủa con robot của em thì được cái gì? À thế thì chị vứt xuống đây đi, em đập con bướm cho. Đâu Abigail nó phải nở cái bông ra được. Chưa, à.
phải nở nữa. Ơ nhưng mà nó nở mất thời gian đúng không nhỉ? Mấy ngày đúng không? Lâu luôn á. Từ đầu game tới giờ mà nó chưa nở xong nữa nè. Gì ghê vậy? Không biết nữa. Ủa, vậy con robot em có lợi ích gì mọi người? Nó ăn gear lên nó được tăng máu. À, đồ chơi phải có đồ chơi chứ giờ mày. Đó. Không phải đâu, cái bánh răng kia. Đồ chơi thì đã ngon nên con ý chơi về về sau tốn đồ lắm. Kiểu ừ đúng kiểu đồ luôn. Kiểu là khổ chết rồi sửa sau gì. Ơ trên này nhiều nhện lắm này mọi người ơi. Chơi ra em làm cho cái mũ giáp luôn này. Ờ mọi người ai cần mũ giáp nữa không? Có. Cần số lượng lớn. Thế thì để em farm, chị cầm về cho mọi người của em luôn. Cần cho cần số lượng cho một quân đội đấy. Để... Đây cái đây có một đống này, đứa nào đi chơi. Ô kim cương. Phải có kim cương. Game này có kim cương à. Mày game này có kim cương hả mày? Game này có ngọc. Cái muối. Ơ phải. À, đá băng. Peter á. Đá băng. À cái ai chứ. Ủa, cái thằng cờ hó này. Ở trong ăn đi theo em ý. Rồi, em đi về nè. Em mọi người có thích cảm giác mạnh không? Em đi xa kiếm ăn mà. Hồi nãy có thằng nó đập cái con ông chúa này, nó lấy mật ong đó. À, thế thì cảm giác này quá mạnh rồi. Đây là cảm tử rồi chứ không là cảm giác mạnh nữa. Rồi, hai con mật ong chứ ghê. Đâu có chết đâu, đâu chết ai đâu. Con ong bị quý chết mà. Thế thì thà anh đập một tủ nhện tổ ong sát thủ nó ít nhất cũng phải cho anh 6 mật ong. Mà lại chẳng mất gì nữa chứ. Không mất gì đâu. Em robot mà. Anh ơi về nhà đi có cái nón nè. Từ có mấy cái nấm xanh nè. Lại lên sắp chơi sắp chiều rồi kìa ba. Anh có chết. Anh ở đây mà anh chạy về không kịp là thằng Jojo chết chắc rồi. Kịp thấy nhà rồi, em. Thấy nhà rồi. Tốc độ bàn thờ mà. Chị đẹp ơi, chị có thể đi xúc một ít bụi berry về không? Của chị tất. Bộ berry bên kia. Dọn để em đưa để em dọn nhà. Để em dọn hết đống này đi. Đồ đồ đẹp quá vậy mẹ, anh em lạc việc quá vậy. Hình như là cái này phải phát hiện của em hay sao vậy? Đây là skin anh. Trời ơi mẹ, anh em lạc. Đâu cái này là đổi chỉ được á. Kiểu một dạng đổi point ấy, đổi điểm á. Chơi nhiều là điểm đó. Ấy chị ơi, cái cây này trồng lớn vậy. Quá công nhận nhìn thằng nhô nó nhà hoe vãi, mà nhìn thấy từ đâu không? Thêm vài ngày nữa. Mẹ con rồng chấu tiên không? Nó có tăng não đấy, đội đến vào tăng não đấy. Con rồng chấu tiên mới nồi. Đội cái này có vào có tăng não về của mọi người. Đội cái vòng hoa nó tăng ít lắm. Ê, đồ ăn. Của em đấy. Cho anh ăn tạm cái này. Bật luôn. Ok. Ngon thế. Nó làm cái hạt cũng nhiều để dành. Đã, hạt ăn để gì cũng được. Ê, để em đi farm nhện, tầm mấy ngày sau em về là vừa. Trời trời. Rồi, đến đây em nấu đồ ăn này. Ôi, sáu thần. Tập. Ủa, anh tin thành vô lấy cho ăn không? Thôi, để nó nấu đi, còn đỡ hơn nó ăn mấy cái cục mà nhầy hồi nãy. Ơ, mấy cục đấy để bón cây tốt lắm đấy. Ừ, nhưng mà nó thích bón bụng mới lâu. Sao mà đỡ được? Không hiểu được. Trường hợp này quá tầm của nhân loại rồi. Đồ ăn nè, nó nấu đồ ăn nó không chịu lấy. Lấm. Nập xăng tăng não. Từ đồ ăn của em đấy, em có ăn lượm nập xăng mà. Đó, anh có thấy gì đâu. Chết đâu, em gom, từ em đi xa, gọi là làm ăn xa mới đi rồi đấy. Ai làm ăn xa đây đập đá với em này. Mất tiêu rồi. Cái gì? Nãy con nhẹ nó đến nó lấy rồi. Đây ra để em nấu nha. một miếng thịt zombie với một cái nấm. mày lại lú game kia rồi mẹ. Ăn còn gì không cho em nấu với, chứ em được hai món à. Nè cho nè, chả nè, chả đồ ăn cho em nè. Chả đồ ăn cho em đó, cái đó 60 đồ ăn rồi đó. Tôi sẽ đó. Ui dù. Mọi. Tin lấy của nó thiệt nhưng mà thấy tội nghiệp quá, sốc khóc. Không, còn nấm không? Ai ăn nấm cho em nấm. Nấm xanh hả? Nấm gì cũng được. Nấm xanh này à? Nấm gì cũng nấm được. Anh đưa cho nấm đỏ xong bảo à quên anh bị mù màu ấy. Chán luôn cái này, mà. Cái nào nấu ngon này, cái này nấu ngon này. Cái cục vàng vàng này ngon. Cục vàng vàng đấy. Ừ, bỏ vô. Ê,
lithium mà, con này cục lithium mà. Đâu cái đó ngon, cái đó là gia vị. Muối cái gì vậy? Tiêu tiêu cho huỳnh mà. Muối muối cái đó muối. Cái đấy để làm mùi liếm cho bò ấy anh. Ừ. Ngon lắm ấy. Ngon nhất hẹn. Ui trời, tăng đầy cây ăn kìa mọi người. À với cả cái này để làm lửa lửa mát ấy, để cho mùa hè nữa. Cũng cũng cần nhiều ấy. Nitơ á. Nitơ nó lạnh đúng rồi. Ủa em vừa thấy cái nấm mọc mà sao nó mất tiêu rồi. Nó mất tiêu rồi. Ơ cái nấm này nó vừa mọc mà, đúng không? Nấm mà nếu như anh nhặt rồi thì nó không mọc lại đâu. Không, nó vừa mọc xong rồi tự nhiên em tới. À, nó mọc theo giờ ấy anh. Tự nhiên cái nó vậy xúc luôn. Chiều sáng chiều tối. Đúng rồi. Chiều tối. Ui có mèo, An ơi, hội đồng mèo một em ngỡ mắt. Em có cái đống bà nhầy này ngon lắm nè em. Nè em bà nhầy nè. Vô đồ bếp cũng không nấu được món này luôn nhá. Bánh kem. Phun đồ rồi. Bánh kem đây. Em phun đồ rồi, em làm lại cái ba lô đi anh. Sao không làm ba lô đi mày, thằng người máy này. Ba lô á, ừ. Làm ba lô, ít ra em chế thêm đồ mày. Ừ, biết mất. Hồi nãy nó kêu là nó có con bếp nó ngon quá, nó không có làm. Ừ, ba lô làm đâu ta? Ba lô nằm đâu? Ba lô hay ba lô? Khổ. Đây, ba lô này. Ba lô. Ba lô mặt vô này. Mặt vô thì mất giáp rồi. À, vứt để giáp ở nhà. Được. Nhiều bánh kem cho mẹ nhô nhô quá. Ăn bánh kem nữa không em? Ăn bánh kem kìa nhô nhô không? Ừ. Ăn bánh kem không? Ăn bánh kem kìa em. Cái đấy em ăn rồi, lúc đấy em ăn mấy cục mà. Ăn mấy cục luôn hả? Phải. Không biết nói gì luôn. Không, tự nhiên thấy đam mê thật thú vị. Đâu, thấy nó có hiện như chữ ít mà. Ừ thì đương nhiên rồi, bất cứ thức ăn nào cũng hiện lên chữ ít mà. Có gì đây? Sao có thiên ngoại lưu tinh như ở đây? Ủa sao có thiên thạch rớt cái này mọi người? Thiên thạch là bãi đá hay có ấy anh? Anh ra anh hướng thử một phát xem nó bao nhiêu đam để báo lại mọi người, mọi người còn né. Nghe mùi không lạnh rồi, đi. Khả năng sinh tồn của mình cao lắm, mọi người đừng có lừa. Anh ơi, theo em qua đây chơi bảy nhẹ này. Thôi. Đây là bộ đồ của Yo-Yo này, mà nãy giờ nó kêu xịn, mẹ đồ gỗ. Xịn mà. Thế mày. Cái đấy giảm tận 80% sát thương rồi anh. Ừ. Anh chê hỏi. Anh chê nào? Biết gì đâu. Anh đang nghiên cứu về việc gọi là chế độ ăn. Này thì đá banh này. Ủa đá banh này còn đấu được không? Hả? Đá banh này. Hả? Đá băng là tí em quấy nước em uống, bỏ đá vô cho lạnh, khổ. À, cái băng nó nấu như đồ ăn bình thường thôi. À, vậy bình thường. 3 băng một thịt quái. Được một thịt viên. Cho nó lạnh hơn chút, ngon hơn chút. Ôi, mùa đông mà uống cái đấy là bao ấm. Đã. Lấy độc chỉ độc mà. Ừ. Được nó. Cái gì mà tấu hài, nghiêm túc phải nồi ra tấu hài gì. Đúng, mọi người không ai cười hết, chị thấy không? Đâu ai cười, ai. Mình cười nghiêm túc. Kênh này là kênh nghiêm túc, kênh kỹ năng cười. Em chơi hết rồi. Khó. Em nghĩ nên đổi tên server là thử thách nhịn cười ấy. Dạ. Hợp lý mà. Chơi not too low. Từ cái này có phân cái này. Đúng không? Cái này. Lại đi kiếm phân không, à? Không, cái này không phải phân, cái này hổ hổ gì đồ ấy. Ăn phải không? Đồ ăn phải không? Ăn đào đụng cây rồi. Ý. Này cái gì vậy? Cái bà đi. Cua trái thanh long này cho ngon lắm. Quầy. Anh ơi đừng có đấu. Trời ơi thanh long cực kỳ hiếm đây. Ừ anh đâu á. Đúng rồi. Đào nấu cha thôi. Anh được đâu. Ăn trực tiếp rồi. Ăn trực tiếp chứ nấu gì. Phần trăm gia thanh long ít lắm đây. Ừ, làm đồ siêu thêm siêu hồi phú luôn. Làm người được chọn mà. Cái bầy nhẹ này, bầy nhẹ này vừa mắt nó nhé. Ra đây, chưa chết. Cả nè, hơi bị đẹp. Giỡn. Nè. Em nghĩ là nên bảo toàn nó để xong cho lớn chim nè. Ăn nhân giống. Nè em, lượm đây nè. Chim ăn nhân giống kìa. Ê, hết gỗ.
xong thằng nào nào em cứ tăng. Ừ tại vì nếu đi cho chim ăn ấy nó cho mình hai hạt giống mà thì mình lại trồng tiếp. Ủa vậy hả? Ừ. Ủa lượm thử ra bao nhiêu máu thôi mà, theo công thức thôi mà. Anh biết gì đâu. Ui, cái hố gì đây? Nhảy xuống có nhiều đồ lắm. Không, trời tối rồi, đợi chút. Mai nhảy. Nhảy xuống là có kim cương đấy. Ừ, để mai nhảy trời tối. Xuống đây có quýt kia nón mẹ dình sẵn đấy đấy. Thần thoại luôn. Mà thực ra em chả biết cái hố là cái hố gì đấy. Mấy quái là nó người được mùi thịt thôi, còn em robot sao nó người được. Nó nói là cái hố kia chắc chắn là cái hố mà gọi là đi dịch chuyển rồi. Cái hố run đó hả? Đang cực máu hay gì đó. Ở đâu trừ não. Trời ơi, em là ngu. Nhưng mà anh ơi, với những người không có não thì làm sao phải sợ tụt não hả anh? Đúng, chứ sao. Khi mà nó về không rồi thì nó trừ bao nhiêu đi nữa cũng vậy, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Vì thế tự tin lên anh. Phải cả tính đi anh. Ủa mà nó là người máy thì cần gì não? Đúng rồi, mình không cần não anh ạ. Quan trọng là lập trình thôi. Ủa? Không, nhưng mà kiểu não về không thì có bị sao không? Không sao hết trơn em, bình thường. Bị không não anh. Không có não. Não về không thì bị không não. Không có não là em rất là thoải mái, sống dễ chịu lắm, không cần phải suy nghĩ gì cuộc đời hết trơn. Đúng rồi, việc bị quái dí ra còn nó không bị sao hết á. Ừ, không bị sao. Em nên nấu đồ ăn này. Dễ chơi. Này nhanh vậy. Trời 62 món đồ ăn của nhô nhô ngon vậy. Đây em nấu tiếp này mọi người, em giàu mà. Ok. Ừ. Ôi trăng tròn kìa, cẩn thận bọn lợn. Chơi luôn, đâu? Bọn nó đâu? Nếu như bọn lợn mà có con nào ở ngoài là chúng nó đấm anh sắp mặt lờ, nó phá nhà đấy chứ. Ông chết này mọi người. Cậu làm đây. Ui giời đầy cây luôn. Ngon nha. Đây cái này mình để gì ở nhà ta? À để gunpowder lăng nhẹ này, nitia này. À. Trăng tròn mình làm việc buổi tối cũng được. Trời. À, thấy con voi. Đếm lùa con voi về nhà nhá. Để lấy phân nhá. Được. Con bò mà con voi hồi nào ấy? Con voi. Con bò, khổ. Chị cá tiền với em không? Con voi. Cá đàn. Đây. Dễ thương ha. Đây, em đang dắt nó về cho chị chiêm ngưỡng luôn. Chị có thể sờ thử cũng được. Không. Ơi, nhanh, không kịp mất. Đâu. Nhanh. Trời ơi, nhanh lên. Anh thấy con voi chưa? Con voi thật, cái này con voi thật. Này, chị cầm bông hoa này về đi. Con đứng cạnh con này được tăng não á. Bạn em này, vô ơi. Đâu, tăng não à? Thằng này nó xuất bọt não. Nó tại não cho em này. Support não. À, cầm cái đống này về hộ em với này. Chị cầm bông hoa của nó mà. Nó đi theo người cầm bông hoa á. Ê, cầm cái na bàn là mình đi theo cái núi trên một thang luôn. À đây, cái con gì đấy? Bửa con voi về nhà đi để cho nó ỉa. Đó, nó ỉa rồi kìa. Ơ, nó ỉa kìa. Ê, đừng đánh nó, đừng đánh nó. Đâu, đánh nó đâu. Nhặt cục phân mà. Mấy farm phân á, dắt nó về nhà đi. Nó không ăn được nha. Không, cái đó ăn được á. Không, no package. Em nói con voi chứ không, em không nói cái thứ con voi thải ra. Con voi ăn ngon đúng không? Con voi được tận mấy thịt đấy, 6 hay 7 thịt á. Sao nhốt lại. Nó không chạy mất đâu. Chẳng qua là nó mình đuổi nó thì nó chạy đi thôi, chứ nó không đánh mình hay làm gì đâu. Mà chọc nó rồi. Ui, em thách anh chọc được nó đấy. Okay, có. Ê, nó ỉa kìa. Nhô, đừng có đẩy nó đi, nhô. Ủa? Em nhặt phân. Thôi được rồi, để nó đi. Để nó được rồi. Để nó đẩy lên tít góc map ấy, cái góc mắc góc ở chỗ kịch map luôn á. Để nó không đi đâu hết. Chắc
cách full rồi mọi người ơi. Đứng bên này, đứng bên này, đứng bên này, đứng bên này. Không, rồi, đứng đó nhìn dễ thương rồi đó, tối còn ngắm nó được. Chắc full rồi kìa. Không, não của anh to lắm. Chắc, chắc full rồi. Cái hồi vô toàn đá với Nitơ mấy thứ vớ vẩn. Ừ. Ai có sẻng không nhở, ra đào mộ. Ai 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 sống không cần não ấy nhở. Đây, đào mộ đó. Tổn thương đó, tổn thương đó trời. Nhưng mà làm cho chết đi, full đồ rồi. Tổ con gì ạ? Con Gloomer á, nhưng mà làm nó không có tổ á. À. Cái tổ mà đen đen mà lộ ra hai con mắt á hả? Hay là chỗ nào? À cái bức tượng soi đến kìa. Thấy mẹ rồi. Thì tới, thì tới. Trời trời. Hai, đội mũ mình, nào kia nó đứa mình chuẩn bị chạy đam thôi em ơi. Nhô nhô chạy đam nhô nhô ơi. Ê, nhưng mà đám sói đấy đừng đứng gần nhau, có thể chúng ta target một người đấy. Ủa? Nghĩa là bốn người bóp một người ấy. Ủa làm sao mình xem được cái thức ăn này cộng bao nhiêu ấy đấy à? Cái con gì đấy chơi chuẩn không? À cái con gấu anh DTN đang cầm đổi lấy vàng á, chứ không phải con gấu của Wendy. Nó trả này cô. Nó may mắn em không cần đấy. Trả mày nào. Không. Đổi lấy vàng nhá, nhiều vàng lắm ấy. Ok, okay. Đưa cho vua lợn đi. Có giá trị, có giá trị rồi. Từ từ lắm mọi người ơi, em nhiều đồ hết. Dạ. Cầm đưa cho nó. Về hả? Nhà vứt. Vâng đúng rồi, cầm đưa cho nó. Nghe cái mùi giống như qua địa ngục đi ngủ á. Không, đưa cho nó cho mình vàng thật mà. Ủa, gì thế? Nó cho vàng. Em nói rồi mà. Cho vàng này, cho 8 cục này. Sói đấy. Cái sói đã lại kêu mà. Nghe mùi lạnh toát rồi. Cây chỉ chưa? Ôi, cái gì đấy? Những tiếng hét thất thanh. Cái gì ấy cứ tươi với đấy. Bảo mùa xuân này không về rồi. Bạo động. Bạo động. Chỉ tao nhìn như vậy. Đội mũ cầm rào đánh khô máu chúng nó luôn đấy. Đá này, anh đứng xem này. Ôi rồi em còn một, em còn 28 máu. Cẩn thận nó đánh con Gulmer á. Ơ tại sao sói đuổi mọi người mà không đuổi em nhỉ? Camera chiến trường thật cực mạnh. Anh đứng gần nó cắn cái anh đấy. Ủa sao 7 con dí theo anh vậy? Cái loại gì vậy? Ủa công bằng em nói được à? Đã bảo đứng sát nhau quá là nó target một người á. Ủa công bằng ở đâu mấy người? Thôi xong. Em nghe thấy những tiếng hét thất thanh. Đợi xíu em chạy về, đừng để nó cắn voi chết. Ê, voi kìa. Đâu? Ê, mất thịt á, con voi nhiều thịt lắm á. Khói ăn hết thịt kìa, nhát thịt của voi kìa. Mày chơi ai? Đợi xíu em chạy về, trời ơi. Á, thằng trùm sò nó bỏ đi rồi. Khô máu, solo luôn. À, em solo được một con rồi này. Bọn này solo yếu luôn. Mà, trời ơi, nhìn chúng nó đông đông thì sợ thôi, chứ yếu như gì ấy. Rồi xong nhóc. Yếu quá, đánh. Ủa, Tử tôm, nó sợ rồi quá. Mẹ nghe được đồng đội búp rồi. Ấn út F trên bàn phím để đánh cho tiện anh ạ, không phải click chuột. F. À, F là lắm hả? Mua gì? Bây giờ mới biết luôn. Em còn 11 máu nha mọi người. Em phải cắt gì đó, nó chỉnh là cắt. Cách là nhặt đồ mà, trời ơi anh để cách là đánh thì nhặt đồ một chút nào vậy? Chết thôi. Rồi. Vậy. Để em làm lều ngủ cho. Cho nho nho này, cho nho. Cho nho nho nè. Cho gì vậy? Cái này hả? À, ăn đi em. Cái này bọn cây này. Có một cây chín rồi. Em không biết đâu. Trồng cây đi. Cây em bỏ này. Ôi, chết Gloomer rồi à? Chết
chết rồi. Thôi xong. Rip người anh em. Người anh em đã ra đi rất thạch thản. Thọ được chưa đến một ngày ạ. Ai lấy cục kích không? Em cho cục kích này. Dạ. Em cục kích túi kìa. Đấy, em đang drop mà. Trời ơi, em lấy chị của chị em gì. Ê, ai có thịt quái không? Cho em thịt quái. Ở đây, lên, đây. Em sắp chết thôi. Ở kia nó lượm nhanh lắm. À, sống bằng thịt quái. Sao chị của chị lâu thế nhỉ? Không phải ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Chắc để nhầm cái mod gì rồi. Mà hôm nay trung thu, hết trung thu rồi còn đâu mà đi chơi với người yêu giờ này chứ. Ngày 12 rồi. Thịt quái đâu to, ít thịt quái. Nói ít thịt quái nữa nào. Không, em đưa ông kia hết rồi. Ông gì á? Thịt quái. Em đang nấu thịt viên kìa. Nấu thịt viên, ăn nấu với cái que hả? Không, nấu một thịt với cả ba rau củ bất kỳ. Đá cũng được nữa, băng để ai chứ? Ai để em quan được ai cho. Sao khó gì đâu, khó, game dễ mà, khó gì. Phân này không được phân vậy mọi người, cái gì phân. Chị đưa em cái sẻng đi, đằng nào em cũng đi xa ấy. Để em đi em đào cây các thứ về trồng luôn. Ông ơi chơi chơi mèo không? Trời luôn. Hả? Chơi mèo không? Vậy nhìn cái thứ sinh vật thì nó có nguy hiểm không mà mọi người phải giết. Mày trời ơi. Thôi xong kìa. Ngu. Mày ngu. Đẹp trai vậy. Hồi sinh mọi người. Trời ơi mèo bị mèo vả chết kìa. Tầm 300 máu em. Thì lại cái xác bấm vào cái xác là hồi sinh được. Có mốt mà hồi sinh, có mốt mà hồi sinh được thế được. Cái chế độ hả? Chế độ đúng nguyên. Có mà, nhớ là có mà. Đây bóc chọc hết luôn nè. Hoặc là hồi sinh bằng bếp lửa. Có cái xác đây, có viên ngọc nè. Bếp lửa, để về... Có viên ngọc nè. Ở nhà mình nè. Ở đây. Ôi, có mút của góc này. Mắc cười quá, nhìn nhô nhô mắc cười quá. Đây được kìa, ủa không được. Ủa, ô, nó kêu ô. À thế là không được, anh chạy với anh nhập vào cái cổng đi. Cái cổng ở dưới á. Mọi người ơi. Không đi là không sao là cứ làm ma chốt không được làm gì nữa đâu ấy. Mọi người nhét đồ ăn vào đây nhá. Mọi người nhét đồ ăn vào đây nhá. Tủ lạnh à. Đúng rồi tủ lạnh. Rồi tủ lạnh mà tủ lạnh hàng hiệu kìa. Tủ lạnh sáng lấp lánh. Hàng nhìn hơi bê đê một tí. Anh biết mà. Nãy giờ cũng nghi. Hả? Mất não á. Ừ thì thôi chị cứ mất não như thế đi để em farm nhiên liệu ác mộng luôn. À. Nghe nó cao siêu quá ta. Ờ thì nó Nightmare Fuel ấy thì dịch ra đúng là nguyên liệu ác mộng. Cái con gì này, cái con gì đi đi này, con gì bốn cân này. Hả? Cái con gì giống con ngựa này. Con gì giống con ngựa? Đây này. À. Nó là robot đúng không? Không, nó là nó có lông mà nhìn lông bẩn lắm. Không, con... có thể là con No ID ấy. Con này đầu cân mồi. No. Thật. Nó no, cái đầu no cái đầu idea cái đầu là, cắt. No idea là không có ý tưởng gì luôn này. No idea không? Clay chơi chữ đúng, anh. Đúng, no ai. No idea. Yeah. Đúng rồi nó là con no idea. No idea mà ơi anh viết sai chữ ai kìa. Nó là no idea mà. À. Hiếu không mắt đi. À biết rồi. Chơi chữ á. Nhìn bằng á. Con. Đúng rồi. Ơ đồ của ai rớt. Đồ anh robot à? Anh robot hồi sinh chưa? Từ đang chạy về cổng sao ấy chưa? Ai tạo map? Ơ sao không hồi sinh được? Không hồi sinh được cả bằng cổng á? Ừ đây là nó kêu ấu. Thế thôi để em hồi về em hồi sinh cho. Còn ai có cái hạch nhện không? Không. Có nhện hồi sinh được. Ê, nhưng thế mà đi để em... Nhưng mà anh tranh thủ đang trộm được cái con bét của nó rồi nè. Con Chester à? Để em xem trong Chester có gì nào. Ui cháu gì luôn ạ. À. Biết rồi, anh chờ con bé thôi. Cơ hội.
Cái mèo sao mèo cái đau nhỉ? Ê con mèo anh mà không có rát nó đánh cũng rát đấy. Cái tỏi bong chen. Để mai em đi farm nhện các thứ, các thứ. À, ăn hết thịt đó anh mới bỏ vô đó. Ăn đi. Ăn chay rồi. Mọi người nhập cái thịt này. Chưa có cái tôn. Nhô nhô ơi là nhô nhô. Cây hài quốc dân. Ngày xưa nó cũng nghiêm túc lắm. Từ lúc chơi mới ăn xong được mấy ngày. Chồng mà bất thờ theo quái vật à, thanh niên thứ dữ mà sao qua game này nhìn tấu hại nhỉ à. Có lay anh hả đây ờ à, đây em dùm có thể để vô được nữa không vậy em con này nè em dạ. con này nè em Chester nè em cho em đủ cho kéo này nè nè cho nè mới chờ đừng nấu thịt thường nhiều quá chị ạ, tiết kiệm một tí. Mới chờ vô vô nấu vô thịt thoái. Cái thác em làm sao? Có được lắm đâu mà. Em thiếu một cái hạch nhện. Đây nè, cái đây nè. Cái này nè em. Bấm đi. Ăn đi chị. Ok, anh lấy vũ khí này giùm cho. Nấm xanh nhé. Ủa gì hồi kiếm nấm xanh ở đâu vậy? Tí nữa đợi đi, tí nữa kia kiếm cái tim nhện cứu cho. Đi vào đây. Anh đi với em luôn đi, em đi em để giờ em đi giết nhện luôn để em lấy nốt chung tiếp ăn đi. Để chung với lại thanh niên cầm thương đi kìa. Đâu? À nói đến cầm thương mới nhớ. Làm cho mọi người vũ khí nữa. Đúng cây lạc biệt luôn nhá. Ok. Ok lạc biệt. Thằng kia nó có cầm được đâu. Khổ. Chả khác gì làm dư cái chọc tức nữa. Em bây giờ em cứ hiệp hồn lại em cứ nhập vô cái ngọn lửa đi cho lửa nó càng thấy càng tốt em. Thôi nó đi chung mà, đúng. Nó đi chung bên kia mà. Nó đi chung để kiếm cái kia mà. Buồn. À, xuống đám nhện cũng sao phết ạ. Ủa này anh thấy có đám nhện phía trên này mà. Có đám nhện trên. Vâng đúng rồi. Ở trên gần hơn này. Trên nữa. Ở trên gần trên nhà. À em chưa mở map ở trên đấy nữa. Trời đi lên chút xíu à. Đi về. Thôi em lỡ chạy xuống đêm mất rồi. Đâm lao theo lao luôn này. Trời okay. Tối kìa mọi người. Tao đang bị thiếu não. Ngày nào còn chùm Minecraft. Ừ. Tin được vô giờ nhỏ vậy luôn á. Thời kỳ hoàng kim rồi. Em cứ quen rồi em. Vài bữa là rồi ngay đúng không? Vài ba năm nữa là rồi ngay cái gì. Chơi rồi. Ủa mà sao được trước không? Sao được trước mà đánh cái con cái nó mạnh lắm mà. Tại vì hai đứa mình phép. Tại vì hả? Đợt trước nhớ là cái con sói nó cắn cái chết mà. Có giáp không có giáp là cắn kèm đau. Trời ơi mặc giáp vào nó cắn có 3-4 máu à. À vậy là hồi nãy nhờ cái nón hả? Đúng rồi anh. Nón con này là giáp ngon nhất game á. À đâu, không phải ngon nhất. Ngon nhất lúc khởi đầu game thôi. Cứ từ từ anh ạ, để sáng rồi mình đánh. Chứ giờ một mình em không giết được hết đám này. Cái cỏ rau này em. Ê, để mùa đông ấm đấy anh. Đừng cạo. Ok. Để hết mùa đông rồi anh cạo. Ê, mẹ bọn nhện. Nghe mày. Hãy tránh xa nước lạc biệt của tao. Đại Việt mua năm ra mày. Cái bọn này không biết mẹ đế chế Đông Lào à, đi ra. Để im cho Đông Lào đánh đi. Biết sợ luôn. Hả? Nhập đánh cho chúng biết sợ luôn. Ừ. Anh em Đông Lào mẹ bùng lên nào. Rồi thắng rồi mọi người ơi. Ủa ơi nhìn cái đám nhện này mà em run á. Khô máu. Giờ mà có Wendy là ngon rồi á. Em chỉ nhắc thế thôi nhá. Mà sắp kỳ ta đợt trước chơi 3 ngày là nữa rồi mà. Đúng rồi, nhanh lắm mà. Còn bao nhiêu giờ? Nó không có hiện giờ đâu anh. Nó chỉ bắt buộc là phải nở lên thôi. Cái mẹ là chắc là nó dính cái mod là bữa rồi. Mod cái mod mà Wendy 2000 đam đó. Vãi. Anh chị em đó hả? 2000 đam 6000 máu mẹ mới giết boss được chứ cha.
hèn gì. Nhưng mà đến mùa đông không biết chơi, vẫn chết. Lạnh quá. No hop. À sorry em. Không biết. Nãy là kêu chưa nở. Ai biết. Đến đây. Em nghĩ bông hoa đấy bây giờ mình cho vào bếp lửa cũng không ai nói gì đâu anh ạ. Anh thì anh thấy bạn nói cũng đúng. Thấy cũng hợp lý. Nói thế thôi chứ thực ra không phải tự giác. Hợp lý. Này, được đồ sinh của anh rồi này. 40 máu của em đấy nhá. Liệu mà okay. Sống lâu tí. Okay. Sống được 15 phút nữa là cao. Lên đây anh cho ít đồ bài nhầy này. Kệ trả em cái con ấy. Thôi con kia thì chị mày lấy rồi, rất tiếc. Anh đứng ở xa rồi nha. À anh ở đây phụ em đánh bọn này luôn được. À mà thôi anh đi về. Không có ký đâu mình đang trên mày, răng mày, mày đi lên trên đi, tao cho mày cái thương này, tao cho mày cái thương này. Trên răng vừa cắt chút. Mày học không có qua đấy. Hả? À. Ngày xưa làm gì biết trên răng dưới cắt tuốt mày. Mới chơi anh mấy ngày học dữ vậy. Đó, cái đấy em biết lâu. Học đâu có tư chất tấu hài quá vậy hả? Em biết mấy năm trước. Thế bữa giờ không dám ẵng lên. Tại bữa giờ là em toàn full đồ mà nên vậy em đâu trên răng dưới cắt tuốt đâu. 15 phút có kim cương mẹ thuận vô kêu hấp con mẹ đó rồi. Tôi ghét ông vô phải lúc nào có full kim cương mẹ full hóa vàng các kiểu. Ê, mấy đứa đang đâu rồi, đang giết nhện phải không? Đúng rồi, em đang farm nhện nè. Đây, cho tao té đập cái rồi mày giết. Tao hỏi con chị tao. Em ở đây có cái con này nè em. Em lấy Wendy em đập con này được nè. Con một mắt này. Yeah. Ủa sao một... Mẹ con một mắt nó đập cái đánh tôi. Ủa sao một mắt nó dí anh vậy? Anh làm gì nó đâu? Nó cứ đi gần tổ nó là nó dí á. Đây nè, cái con hàng hàng chắc là con này nè. Ừ, em lượm quả trứng của nó rồi, em đang chạy. Ờ, thế thì nó dí là đúng rồi. Con này là con hàng hàng của nó này, Ken. Ken, thấy chưa Ken? À, để em lên coi lại. À, con ấy hả? Má tụi này đã đi giết. Đánh được không, đánh được không? Đánh nó hơn má em rồi. À, em ở tổ nhện ở dưới bãi đá cơ. Mà để dành nuôi lấy sừng nha. Trời. Cái con nhện, nhện này mặn lắm mọi người. Ơ okay, cái con đầu một mắt này mặn không? Đầu cắt môi hả? Đầu cắt môi. Tầm 900 máu thôi chứ. Ừ mà nó cũng giống như bóp phụ vậy đó. Con đi đánh một hit rồi né ra. Chạy xa ra một tí là được. Hitbox con này dễ lắm á. Ừ nghe thấy cũng hơi. Nghe thấy cũng dễ thật. Nghe thấy cũng hơi dễ. Nghe thì dễ nhưng thực ra là dễ. Nghe cũng dễ thật. À dạ ơi, con gà này. Đơn giản, giống như kia thằng Yo-Yo hai chị đánh trai ráp là chém cái lui lại á em. Ít đèn văn ngay. Ui chết tôi rồi. Trời ơi, đúng chưa sống được 15 phút luôn á. Ủa nè anh nói gì? Nè anh nói gì? Cao lắm 15 phút. Quá, thoát vô lại nó có hồi sinh nè. Một người tiên, nhà tiên tri rồi. Có đấy, để em phát thử nhé. Thôi không có được đâu. Vậy á? Đứng nó chờ đi, tí nữa thanh niên kia về là cứu tiếp. Má thề lấy máu luôn. Ôi nhưng mà nếu như hồi sinh bằng cái đấy quá thì mình bị giảm máu gốc ạ. Phải dùng thuốc phiện để chích vào á. Trời trời. Chích vào ven á. Không. Ê chết, kiện văn hóa. À, bây giờ là do chưa chơi đồ phải không? Đúng rồi, sức đề kháng cao anh ạ. Không vương liệm ấy. Chơi đồ hồi sinh à. Ở nhà còn đồ thối mà đúng không? Không, thằng robot ăn hết rồi. Vãi. Xử lý nhanh lắm. Xử lý nhanh lắm, mới về ăn xong chết đấy. Ăn xong chết đấy. Thật luôn hả? Còn đó không sợ bị chị não à. Lúc kịp ăn lần cuối. Mà anh đi ra, không bị chửi. Nhưng mà nếu anh ăn trước khi chết mà ăn thế thì hơi phèn anh ạ. Có quả trứng chim ở bên trái em đấy mọi người. Tiếng gì cơ? Nó tính tí chim ấy. Cho nó chăm hồng tính nó mắc cho anh đó luôn tao ơi. Để cho anh đó luôn. Ơ bị mèo ăn rồi. Bị mèo ăn mất quả tí chim rồi. Phải. Mẹ có cái trứng mà không biết giữ phải không? Em tôi mẹ thôi. Con mèo này nữa ăn. Má toàn đồ chơi ạ. Đào không thấy cái dây chuyển hồi sinh à. Tức.
bị mèo. Chết rồi. Ra là hôm nay mình có thể chơi ok hơn. Nếu mà vô nó hợp tác. Không, em sẽ em mình được hồi sinh mình lần nữa, em sẽ nghiêm túc. Thôi lần. Lần kế tiếp chắc 5 phút thôi. 15 phút là đề cao mày quá rồi. Thời gian sống giảm dần. tại vì nó nó ăn DTN bảo cô máu con ấy mà nên nên người yếu. Bỏ tao bắn nó chết bỏ. Chết là ổng. Anh không mất giọt máu rồi luôn đó em. Anh hơn nhau cái trình. Không nghe. Ê, để trên con quản nha, nó bay mất rồi. Anh đâu lại gần ở đâu, anh đi xa mà. Hồi nãy em dở quá, hồi nãy em đánh con voi đi không chịu. Chết mi. Thằng nào nó cũng chết mà. Thằng kia đâu, về có người cứu nè. Đấy, con ngựa kìa. Con ngựa dễ thương vậy. Ngựa gỗ thành choi á anh. Tôi thêm số cấp để đổi vàng á. 40 máu của em đấy nhá. Lần này sống được 3 phút thôi là em đã cực kỳ mãn nguyện này. Đưa cho anh tên đờm cứu ấy. Cũng vậy thôi, cái người nó lấy. Không, cái đấy phải làm á. Nhưng mà thôi mọi người, không ấy không hồi máu được lại chết. Nên thôi tốt nhất em làm này. Nè, cho an toàn cái nhất vũ khí nè, cho mày cái vũ khí nè. Nè, ngọn giáo của Đại Việt. Ok. Chào mừng gia nhập Đại Việt Team. Cho cái nó luôn đi. Cho nó cái nó hàng hiệu đi, nhìn nó phèn quá. Đợi em một tí. Để em làm cái gậy đom đóm cái đó. Trời, gậy đom đóm nữa nghe đã rồi. À, mũ đom đóm chứ. Ủa cái gì đây? Mũ đèn cái này. À hả, chính nó. Bao nhiêu người ấy nhở để bắt đom đóm? Biết em này một người không? Biết em một người. 4 người nhưng mà kiếm 8 cái thôi mình thấy vậy. Chắc mình ông xài thôi chứ mấy ông kia tính quá lắm. Nhưng mà em đang nghĩ là không có kép ấy, không có hoa phát sáng để sạc lại mũ. Kìa đi ra. Đi ra mày. Ê, ai lại vứt cái sẻng ở giữa đường thế này? Yeah. Cái xác thằng đó nằm đó. Vãi. Cái gì? Tóc phải tay nè. Lấy uống rượu đây nè. Cô. Rồi lấy vàng anh. Lấy uống máu rượu em nè. Có đúng. Máu em có đúng 50 này. Đem ra du lận hả? Rồi vàng. Đúng rồi. Cái này hả? Cái tóc. Tóc này hả? Tóc này hả? Cái đầu cỏ đẹp. À, cái đầu cỏ đem ra du lận. Con ngựa được không? Con ngựa được con này. Cái gì? Đó là đồ chơi đem nha. Ông dùng. Thôi em đi kiếm ăn cho mọi người đi. Kiếm ăn cho mọi người. Kinh khủng vậy. Nghe nó rất là vĩ mô, mẹ chắc được 5 phút không? Lại 5 phút à? Không. 5 phút chị em nghe hơi thất vọng. Không, em chơi nghiêm túc. Không, vẫn nghiêm túc quá chứ. Nó vẫn không chịu hồi được con chị nha. Chắc rồi, dính mod rồi. Dính mod rồi. Dính mod rồi. Cái mod gì? Cái rương của nó còn đẹp hơn cái rương của em hả? Tức ghê. Không biết nói gì á. Bách bình hỏi anh. Không, tại thực sự cái này thì nó cũng drop ngẫu nhiên đấy. Mấy cái hộp quà mình mở ấy cũng có thể được mà. Ừ, được mà. Chơi nhiều là được thôi. Các bạn. Vứt nhặt mấy cái hoa ấy, xong vứt ra ngoài cho nó thối, làm đồ thối để bón cây. Sao cái rương em phèn dưới em? Nhìn bên này nhìn nó hiện đại vậy. Nhìn nó hiện đại kìa, cất viên ngọc cho coi. Túi xách tay em. Trời vàng nhiều quá, cứ cất vàng vô nè. À vàng đem làm mũ giáp cho mọi người luôn. Đây, em ăn đồ ăn. Em ăn đồ ăn về này. Đây, à. Thôi, em nghĩ lại rồi, chúng ta làm Đại Việt luôn đi. Xe hàng đi. Có thằng Ken vô nữa, chắc vui lắm. Ê, ê, Ken ơi, Ken. Ngủ đây nha. Con chị tao thiệt sự là chưa nở, tụi ơi, tao quýnh con em chết rồi nhưng mà nó vẫn không sao. Không nở. Em nói rồi mà, tôi mình đốt bông hoa đi. Làm lại từ đầu. Có Ken đi vô chơi rồi. Ken ơi Ken. Rồi.
Em mà mua cái này nè, thấy cái này không? Thấy cái đang anh thấy không? Thấy gì? Em nhìn đi, nhìn lên live stream đi, thấy không? Thấy cái anh đang thấy không? Anh đang thấy gì? Nhìn nè, hiểu không? Hiểu không? Hướng nhìn của anh nè. Thấy ở đó. À, hiểu không? Hiểu không? Không. Đây. Cái muốn em rồi. Đây, em đây là bờ biển này em. Em biết mà. Ừ. Vào chế thuyền anh em mình đi. Thằng nào đạt nó bảo là game này khó chơi vậy. Xem mình dễ ồn, chơi có gì đâu khó, đi ngủ đây. Cái gì dễ mà. Buổi tối mới ngủ được anh ạ. Gì đây? Lát rồi chưa? Rồi. Mất kết nối rồi. Chơi gì mod trời. Connect được chưa? Lỡ gì mod ơi. Thôi up luôn mọi người. Mod nhiều quá. Quên nghỉ thôi. Nghỉ thôi. Hôm nay lại chơi tiếp. Khóc. Đâu nếu vậy là nãy anh đoán đúng mà, thằng Jojo đâu được 3 phút đâu. Còn chưa được 2 phút á. À, chưa được. Chứ em nghe thấy rất là 1 phút